cho nên bình thường đi vào một lát, quần áo đã rách nát tả tơi, nếu như dưới độ khó cấp 10, thậm chí quần áo sẽ bị xé tan, cả người trần chuồng. Nhưng quần áo Lâm Minh lại chỉ tổn hại một chút, bởi vậy hắn không cần đổi mới, điều này thực sự khó tin. Trong cuồng phong động, kinh phong rít gào giống như long ngâm hổ gầm, cuồng phong độ khó cấp 9 có thể bào sạch đất đá tảng đá rộng một trượng. Nhưng mà thân thể Lâm Minh ở trong cuồng phong lại giống như hoàn toàn không có sức nặng, theo gió bay múa nhưng mà kỳ dị chính là tuy rằng cuồng phong giống như hồng hoang mãnh thú ập vào mặt nhưng mà thân thể lâm minh ở trên không trung thong thả lui về phía sau giống như cá bơi ngược dòng vậy lâm minh từ từ nhắm mắt cả người thả lỏng cảm thụ phong lực lượng mượn sức gió ổn định thân thể của mình duy trì sự cân bằng trong gió gió thổi lên thân thể hắn lại tự nhiên tách qua hai bên mà đúng lúc này một cơn lốc xuất hiện bên cạnh lâm minh khiến cho thân thể lâm minh nhoáng lên một cái sau đó lại bị cuồng phong thổi trúng đập mạnh vào vách nham thạch loại tốc độ gió này mà thân thể đập lên vách nham thạch thì người thường trực tiếp bị tan xương nát thịt cho dù võ giả luyện tạm kỳ cũng bị thương không nhẹ mà ngay lúc lâm minh chuẩn bị đập lên vách đá đột nhiên hắn phất tay áo một cái một cơn gió suy suy đánh lên vách đá sau đó phản lực thân thể hắn vẽ lên một đường cong xinh đẹp bỏ qua vách đá trở lại không trung mấy ngày này lâm minh ở trong cùng phong động như cá gặp nước hắn chỉ cần vận một ngụm chân nguyên hai chân không cần chấm đất là đã ngự phong mà đi cho tới khi chân nguyên dùng hết mới hạ xuống đất sau đó, Lâm Minh mở ra độ khó cấp 10, vẫn có thể miễn cưỡng ổn định thân thể được ở cuồng phong trong đó. Thậm chí cho dù có một trận loạn lưu đột ngột xuất hiện bên cạnh Lâm Minh cũng có thể di 10 cân bằng. Hàn giống như một cánh diều, mặc cho cuồng phong thổi tới, nó vẫn vững vàng bay trên không trung. Lại mấy ngày tiếp, Lâm Minh ở trong cuồng phong như vậy làm đủ mọi động tác, mượn sức đó thả sức di chuyển. Lúc mới bắt đầu, tốc độ di chuyển của Lâm Minh còn rất chậm, biên độ cũng không lớn. Ngày hôm sau tốc độ của hắn lại nhanh hơn không ít, phạm vi cũng mở rộng tới phạm vi mấy chục trượng. Sau đó, tốc độ lâm minh càng lúc càng nhanh hơn, phạm vi hoạt động lần đầu chiếm toàn bộ cùng phong động, thậm chí tới gần chỗ sâu nhất của cùng phong động, những lối đi nhỏ hẹp kia, lâm minh cũng đi được. Mười ngày sau, lâm minh đã chân chân chính chính lĩnh ngộ được một ít phong chi ý cảnh, thân pháp kim bằng phá hư của hắn cũng dần bước vào tầng thứ nhất. Hiện giờ Lâm Minh ở trong cuồng phong động gần như có thể hoạt động tùy ý, sức gió hoàn toàn không thể ảnh hưởng với hắn tháng này hắn tu luyện tổng cộng 120 canh giờ trong bảy đại sát trận, mà đều dùng toàn bộ thời gian tu luyện thân pháp kim bằng phá hư. May mà, hiện giờ kim bằng phá hư cũng coi như là tiểu thành. Từ bắt đầu ngày mai, ta phải luyện tập tà thần lực và tuyệt mạch thủ, tiếp theo là tấn công bình cảnh dịch cân kỳ, phải nắm chặt thời gian. Hiện giờ Lâm Minh đã luyện tạng đỉnh phong, tuy rằng không dành thời gian tấn công dịch cân kỳ, nhưng mà những ngày hắn tu luyện minh văn thuật, thường xuyên tu luyện đến khi chân nguyên khô kiệt. Lúc này hắn chỉ cần tiến vào không linh võ ý, Vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, dưới trạng thái cực hạn này, tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết hiệu quả rất là thần kỳ, cho nên bây giờ Lâm Minh cách dịch cân kỳ càng ngày càng gần, trong thời gian ngắn đột phá tuyệt đối không phải là vấn đề. Thiên phú Lâm Minh bình thường, nhưng mà hắn lại có thể trong thời gian ngắn đột phá tới dịch cân kỳ, tất cả công lao đều vu cho hỗn độn chân nguyên quyết còn có không linh võ ý của hắn. Đi sau núi Đại Chu Sơn, Lâm Minh tùy ý bước ra một bước, mỗi bước đều cách nhau mười mấy trượng, mũi chân điểm nhẹ lên lá cây một cái, Cả người bay lên không trung mấy trượng, lại vận một ngụm chân nguyên, lao thẳng lên mây xanh, lướt qua nham thạch cao hơn 20 trượng, giống như leo qua cửa vậy. Cảm thụ thân thể nhẹ nhàng giống như không có sức nặng, trong lòng Lâm Minh mừng rỡ. Phong chi ý cảnh này thật kỳ diệu, bình thường võ giả tu luyện võ kỹ thân pháp đều phải dựa vào lực lượng, vận dụng chân nguyên, phối hợp với bước chân mới đạt được hiệu quả. Một khi bọn họ nhảy lên mà không có chỗ mượn lực, tất nhiên tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, mà ta dựa vào phong chi ý cảnh này có thể tăng tốc trên không trung nếu như ta tu luyện thân pháp kim bằng phá hư đến tầng thứ ba tầng thứ tư phối hợp chân nguyên đậm đặc ta thật sự có thể lăng không phi hành mà bình thường chỉ có cao thủ tiên thiên mới có năng lực phi hành ta chỉ cần đạt tới ngưng mạch kỳ là có thể ngay lúc lâm minh hưng phấn một tấm truyền âm phù nổ tung trước mặt lâm minh theo đó thanh âm ngọt ngào của uông vũ hàm vang lên trong đầu hắn lâm tiên sinh tài liệu ngài muốn rốt cuộc cũng tìm đủ nghe được tin tức này lâm minh mừng như điên đây chính là song hỉ lâm môn rốt cuộc hắn có thể bắt đầu vẽ minh thân phù rồi hắn trực tiếp đi vòng tới minh văn sư công hội sau khi hoàn thành mấy cái minh văn phù như đã hứa hắn rốt cuộc cũng lấy được tất cả tài liệu những tài liệu này phần lớn đều do minh văn sư công hội phần lớn đại gia tộc thiên vận quốc vận dụng lực lượng mọi con đường cuối cùng gần một tháng tìm đủ về vì những tài liệu này minh văn sư công hội và mỗi đại gia tộc tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực và tiền của thu những tài liệu này từ minh văn sư công hội lại Nhìn những tài liệu quý báu mỗi cái giá trị tới 10 vạn lượng vàng, Lâm Minh có cảm giác thỏa mãn. Lâm Minh không nóng vội động thủ, hắn biết tâm tình của mình lúc này không thích hợp vẽ minh thân phù, minh thân phù quý báu như thế, sau này còn dùng một thời gian rất dài, tuyệt đối không thể qua loa. Lâm Minh thu lại tất cả tài liệu, trước tiên ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại hắn treo thẻ ngoài cửa. Bế quan, chớ quấy rầy. Rửa tay, dâng hương, tắm rửa, tiếp theo tiến vào không linh võ ý, ngồi xuống khoảng nửa canh giờ. Để tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, rất nhiều võ giả đạt được một bộ công pháp đỉnh cấp, lúc bắt đầu tu luyện đều làm một nghi thức giống nhau, chính là bài trừ tạp niệm, để tâm tình hoàn toàn buông lỏng. Trừ phi là người vô dục vô cầu nếu không công pháp đỉnh cấp sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời của mình, nhưng mà có ai có thể chân chính hoàn toàn bình tĩnh được. Tuy nhiên tâm tính của Lâm Minh so với võ giả bình thường tốt hơn rất nhiều, cộng thêm có Không Linh Võ Ý phụ trợ, hắn có thể hoàn mỹ điều chỉnh thể xác và tâm thần của mình, để tâm thần của mình trở về trạng thái theo ý muốn. Hết sức chăm chú, từ lúc ngồi xuống tới lúc mở mắt, ánh mắt Lâm Minh như bầu trời đầy sao, hắn lấy ra phần tài liệu đầu tiên, Thất tinh nham, tự mình nghiền nát, chất lọc, pha trộn, dụng cụ hắn dùng toàn bộ đều là huyền ngân cực phẩm chân quý của Minh Văn sư công hội, chẳng những không hề ảnh hưởng tới tính chất của tài liệu, không chỉ như thế huyền ngân còn hoàn mỹ phù hợp với linh hồn lực, khiến cho Minh Văn sư có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng trong dụng cụ. Loại dụng cụ huyền ngân này, mỗi một kiện dụng cụ nửa xích vuông giá trị lại cao hơn cả một kiện bảo khí dụng cụ trọn vẹn giá trị hai vạn lượng vàng trở lên bộ dụng cụ này của lâm minh là lễ vật minh văn sư công hội cho hắn gia công từng phần tài liệu lâm minh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới minh văn thuật minh văn phủ trong tay hắn giống như có linh tính từng cái nhảy vọt ra bởi vì luyện tập một tháng lâm minh có thể dễ dàng điều khiến linh hồn lực thoải mái dùng linh hồn lực chia nhỏ ra như sợi tóc mang theo tài liệu xếp thành từng cái minh phủ xinh đẹp loại cảm giác này giống như trượt trên mặt băng không hề đình trệ, Lâm Minh đã hoàn toàn đắm chìm ở trong cảnh giới vong ngã, trạng thái hiện tại của hắn đã đạt tới cực hạn trước nay chưa từng có. Mặt trời lặn, ánh trăng lại lên, sao hạ xuống, ánh bình minh chiếu sáng. Vô tình Lâm Minh đã vẽ suốt một đêm, minh văn phù lúc trước hắn vẽ chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành, mà bây giờ có minh văn phù Lâm Minh thậm chí có thể hoàn thành trong thời gian một nén nhang. Kết cấu hoa văn phức tạp trong đó khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Cũng có lúc Lâm Minh thất bại, tuy nhiên hắn cũng đã sớm dự liệu trước ngoài những tài liệu quý báu nhất những tài liệu khác đều làm trước vô tình lâm minh linh hồn lực đã cạn kiệt nhưng mà bởi vì tinh thần tập trung cao độ lâm minh đã tiến vào trạng thái thôi miên hắn lại hồn nhiên không cảm giác nhận được linh hồn lực cạn kiệt mà loại trạng thái này đối với võ giả mà nói cự kỳ nguy hiểm bởi vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể nghe đồn trong lúc động đất đứa trẻ bị kẹt trong phế tích mà mẹ đứa trẻ vì quá thương con cho nên lại mạnh mẽ nâng được bức tường nặng vài ngàn cân để đứa trẻ từ trong phế tích thoát ra mà đây cũng là tự thôi miên cuối cùng người mẹ thường bởi vì vượt qua sức chịu đựng của thân thể mà tàn tật thậm chí còn tử vong từng giây trôi qua cho tới khi mặt trời lên cao lâm minh vẽ ra một cái minh phù cuối cùng tiếp theo hai tay hợp lại những minh phù tầng tầng lớp lớp này hợp thành một thể phát ra ánh sáng như vầng thái dương rậm rãi rừng ở chỗ ngực trái lâm minh cảm giác hơi đau nhức giống như bị châm nóng đâm vào sau đó ngực hiện ra một phù văn hình ngôi sao sáu cánh mang theo khí tức thần bí tiếp theo Lâm Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Sau đó, hắn mềm rũ ngã trên mặt đất. Linh hồn lực cạn kiệt nghiêm trọng, khiến cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Gần như trong nháy mắt Lâm Minh ngủ say. Trong giấc ngủ say này, hắn đoạn tuyệt hết thảy cảm giác đối với bên ngoài. Ngủ một giấc liền ba ngày ba đêm. Thẳng đến cảm nhận cơn khát mãnh liệt Lâm Minh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng đi lên, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, này là di chứng linh hồn lực cạn kiệt hắn từ trong tu di giới tùy tiện lấy ra một chút đồ ăn, sau đó dạy mặt ngồi dưới đất, qua đã một hồi lâu mới kịp phản ứng. Ta đây là chuyện gì vậy? Cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ lại toàn bộ quá trình mình vẽ minh thân phù, đưa tay sờ sờ ngực trái, làn da vốn bóng loáng lại xuất hiện văn lộ. Cúi đầu nhìn thì thấy ngực trái có thêm một ấn ký hình ngôi sao sáu cánh thần bí, nằm sát với ấn ký ma phương. Minh thân phù ta hiểu được, ta là bởi vì vẽ minh thân phù này nên linh hồn lực tiêu hao quá lợi hại, cho nên mới ngủ lâu như vậy, bây giờ là lúc nào rồi? Đồng hồ cát lớn trong phòng đã sớm chảy khô sạch, hiển nhiên Lâm Minh đã ngủ không ngừng trong thời gian một ngày. Hoàn hảo thành công, ta đã đoán sai về mức độ khó khăn khi vẽ Minh Thân phù, không nghĩ tới từng cái phù đều phải vẽ lâu như vậy. Lúc trước ta vẽ chính là Tụ Nguyên phù. Lâm Minh vốn là tính toán vẽ hai loại Minh Thân phù là Tụ Nguyên phù cùng đấu trì ấn. Tụ Nguyên phù khắc sâu tại ngực, có thể đề cao tốc độ hội tụ chân nguyên, do đó tăng tốc độ tu luyện của võ giả lên mà đấu chi ấn khắc vào tay phải thông qua việc cải thiện sự vận chuyển của chân nguyên tăng phúc lực lượng chân nguyên đề cao lực công kích khi võ giả sử dụng võ khí hiện giờ lâm minh quan trọng là tu luyện tự nhiên là phải vẽ tụ nguyên phù đầu tiên lâm minh ngồi xuống thí nghiệm một chút quả nhiên bởi vì tụ nguyên phù tồn tại tốc độ hắn thu nạp nguyên khí thiên địa chuyển thành chân nguyên tự thân đã gia tăng thật lớn thiếu bốn thành tăng phúc tựa hồ bởi vì trạng thái tự mình thôi miên tiêu hao thân thể cho nên không có xuất hiện tình huống linh hồn lực cung cấp không đủ Mặc dù làm như vậy có thể sẽ khiến thân thể có thương tích, nhưng là tụ nguyên phù mà ta hoàn thành tốt hơn nhiều so sánh với trong dự đoán. Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, tốc độ tăng lên 4 thành đã là tương đối lớn, phải biết rằng, võ giả có thiên phú tam phẩm trung đẳng bình thường, bắt đầu tu luyện từ 12 tuổi, ở dưới tình huống không cần đan dược cực phẩm phụ trợ, tu luyện tới 40 tuổi có thể đạt tới luyện cốt sơ kỳ, trải qua thời gian 30 năm, mà võ giả có thiên phú tứ phẩm trung đẳng, đồng dạng bắt đầu tu luyện từ 12 tuổi, không dựa vào đan dược cực phẩm cùng công pháp đỉnh cấp, đại khái là 30 tuổi có thể bước vào luyện cốt sơ kỳ, trải qua thời gian 20 năm. Cái này thật ra thì chỉ là chênh lệch 10 năm, cũng chính là chênh lệch năm thành tốc độ tu luyện mà thôi, nhưng chính là năm thành tốc độ tu luyện này cũng là cực kỳ trọng yếu. Võ giả 30 tuổi chính là lúc đang tráng niên, liền có hy vọng đột phá ngưng mạch kỳ rồi sau đó tuổi trẻ tăng trưởng trên phạm vi lớn, thực lực đề cao thật lớn, từ đó giống như cá chép vượt qua long môn, mà võ giả 40 tuổi đạt tới luyện cốt kỳ lại thường thường lập tức sẽ gặp phải vấn đề thân thể già yếu, kết quả thể lực hạ thấp, chẳng những thực lực không so sánh được với võ giả trẻ tuổi đồng cấp, hơn nữa sau này cũng sẽ không tiến được thêm nửa bước nữa, đừng nói là đột phá ngưng mạch kỳ, cho nên tụ nguyên phù tăng phúc tốc độ tu luyện thêm bốn thành, đã là vô cùng khủng khiếp rồi. Tụ nguyên phù chẳng qua là minh thân phù đơn giản, sau này theo tu vi của ta tăng trưởng, còn có thể vẽ ra minh thân phù cường đại hơn, đến lúc đó, thiên phú của ta cũng sẽ không trở thành chướng ngại của ta. Lúc vẽ tụ nguyện phù ta suýt nữa bị hao tổn linh hồn, đấu chi ấn này vẫn còn là nhất đẳng, chờ thực lực của ta đề cao thêm một chút sẽ tính toán tiếp. Dù sao đấu chi ấn chẳng qua là đề cao thực lực của Minh Thân Phù, chỉ cần vẽ thành công trước khi giao thủ cùng Trương Quan Ngọc cũng không coi là trễ. Ngày qua ngày, mỗi ngày Lâm Minh cũng sẽ đi tới thác nước Hàn Đàm tu luyện Hỗn Độn Chân Nguyên Quyết, thác nước Hàn Đàm với độ khó cấp 10, mỗi lần Lâm Minh ngồi xuống chính là 4 năm canh giờ dưới tác dụng đồng thời của tụ nguyên phù cùng không linh võ ý tốc độ tu luyện của lâm minh có thể dùng bốn chữ một ngày ngàn dặm để hình dung hôm nay trình độ tinh thần của chân nguyên trong cơ thể lâm minh dù cho so sánh với võ giả luyện cốt đỉnh phong cũng đã thắng một bậc lại qua thêm nửa tháng cũng chính là giữa tháng thứ hai lâm minh đang chìm đắm ngâm ở bên trong thác nước hàn đàm sử dụng không linh võ ý để tu luyện đột nhiên tâm niệm vừa động hắn phát hiện chân nguyên sớm đã hoàn toàn tràn khắp nội tạng bắt đầu từ từ thẩm thấu vào bên trong gân cốt dịch cân kỳ luyện thể tầng 4. Trong lòng Lâm Minh trở nên vui mừng, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Võ phủ đưa cho khảo hạch đệ tử Hạch Tâm là để cho Lâm Minh ở 16 tuổi đạt tới dịch cân đỉnh phong, mà dựa theo tốc độ tu luyện này mà tiếp tục, làm được điểm này quả thực không cần tốn nhiều sức. Võ giả bình thường, lúc đột phá một cái cảnh giới cũng sẽ có bình cảnh. Nguyên nhân gây ra bình cảnh hơn phân nửa là do trụ cột không vững chắc, tỉ như võ giả luyện tạng kỳ bình thường, nếu như không có công pháp cực phẩm, không thông qua hàn đàm tôi luyện thân thể, có rất ít người có thể luyện tập để làm cho chân nguyên rót vào từng cái bộ phận rất nhỏ của ngũ tạng lục phủ. Kể từ đó, người ấy khi bước vào dịch cân kỳ sẽ gặp phải bình cảnh. Vốn là chân nguyên phân bố trong nội tạng cũng không nhiều, muốn tiến thêm một bước nữa để rót chân nguyên vào gân cốt không nghi ngờ chút nào chính là càng thêm khó khăn. Cho dù về sau miễn cưỡng đột phá dịch cân kỳ, nhưng là dịch cân kỳ giống như trước căn cơ không ổn định, kết quả đột phá luyện cốt kỳ khó khăn, cuối cùng hoàn toàn không cách nào bước vào ngưng mạch kỳ. Trụ cột của một cái cảnh giới không vững chắc, sẽ làm cho tu vi tinh tiến sau này càng ngày càng khó, nhưng là đối với Lâm Minh mà nói, lại hoàn toàn không tồn tại loại vấn đề này, chân nguyên của hắn đã sớm xâm nhập vào từng cái bộ phận của màng da nội tạng trong thân thể, thậm chí xâm nhập đến từng cái đơn nguyên thật nhỏ bên trong màng da của nội tạng, đối với hắn mà nói, đột phá dịch cân kỳ, luyện cốt kỳ, ngưng mạch kỳ hoàn toàn là đơn giản như nước chảy thành sông mà thôi, chỉ cần chân nguyên tích lũy đầy đủ là có thể đột phá. Thúc dục hỗn độn chân nguyên quyết đến mức tận cùng, Lâm Minh có thể rõ ràng cảm giác được cái cảm giác vô cùng kỳ diệu lúc chân nguyên tiến vào gân cốt. Rất nhiều võ giả căn cơ không ổn định, gặp phải bình cảnh, bọn họ muốn đột phá dịch cân kỳ thường tường phải cần thúc dục chân nguyên, mạnh mẽ để cho chân nguyên dung hợp cùng gân cốt. Mỗi ngày dung hợp một chút, dùng thời gian lâu dài để chậm rãi đột phá dịch cân kỳ, cho nên rất nhiều võ giả sẽ ngưng lại ở luyện tạng đỉnh phong tính ra thì mất mấy năm thời gian. Mà Lâm Minh lại không phải như thế, chân nguyên tích trữ bên trong da thịt nội tạng của hắn đã đến cực hạn, như vậy cũng giống như là so sánh với một cái ao nước tích chữ đầy nước. Bởi vì chân nguyên đã không dung nạp được nhiều hơn nữa, như vậy chân nguyên tự nhiên sẽ tràn đầy đến bên trong gân cốt, dung hợp cùng gân cốt. Hai loại phương thức đột phá, cái nào tốt cái nào xấu, cũng đã có thể rõ ràng. Lần này Lâm Minh đột phá, ước chừng kéo dài 3 ngày. 3 ngày nay, mỗi ngày Lâm Minh đều ở trong thác nước Hàn Đàm tu luyện 6 canh giờ. Tổng cộng dùng 18 canh giờ, chân nguyên rốt cuộc hoàn toàn dung nhập vào gân cốt, cái gọi là dịch cân, Đúng là luyện tập để gân cốt cùng xương cốt. Từ trong ngồi xuống lâu dài khôi phục như cũ, Lâm Minh rõ ràng có cảm giác chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn liên tiếp không ngừng, chống đỡ hàn khí của thác nước Hàn Đàm này đã trở nên dễ dàng. Từ trong Hàn Đàm đi ra ngoài, Lâm Minh tùy ý xuất ra một trường, dọc theo bàn tay, thế nhưng tạo thành sóng gợn màu lam nhạt lúc ẩn lúc hiện, giống như gợn sóng nước. Lâm Minh thấy đường sóng gợn này, ánh mắt ngưng tụ lại. Chân nguyên hóa hình không nghĩ tới ta có thể đạt tới cảnh giới chân nguyên hóa hình. Bình thường võ giả ngưng mạch kỳ bởi vì chân nguyên cực độ dày đặc, có thể rõ ràng biến hóa thành thực chất, hoặc là có chút võ giả ngút trời luyện cốt kỳ đỉnh phong cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng giống như Lâm Minh, ở dịch cân sơ kỳ thì đã có thể trở thành võ giả có chân nguyên hóa hình, cũng là người đầu tiên từ trước tới nay ở Thiên vận quốc nắm chặt quả đấm, trong lòng Lâm Minh thỏa thuê mãn nguyện, chẳng qua là mới vào dịch cân kỳ, liền có thể đạt tới cảnh giới của võ giả ngưng mạch kỳ bình thường không biết hiện tại ta so sánh với võ giả ngưng mạch kỳ bình thường còn có bao nhiêu tranh lệch đợi đến khi ta bước vào dịch cân đỉnh phong có thể đánh bại võ giả ngưng mạch kỳ bình thường hay không a à? có thể đánh bại võ giả có thực lực ngưng mạch kỳ bình thường hay không lâm minh không dám khẳng định như là ở dịch cân kỳ đỉnh phong đánh bại lăng sâm lâm minh đã có nắm chắc nhất định mặc dù lăng sâm có tu là võ ý nhưng làm sao địch nổi hỗn độn cương đầu kinh còn đối với lâm minh mà nói từ dịch cân kỳ tiến vào dịch cân kỳ đỉnh phong chẳng qua là vấn đề thời gian a à, lâm sư đệ thật là khách ít đến a à. sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm thủ hộ mộc nhân hạng sau khi thấy lâm minh lập tức tiếu a à a à tiến lên đón thất huyền võ phủ có 7 đại trận tu luyện là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi mộc nhân hạng chính là mộc chi trận trong đó lúc trước lâm minh chỉ đi qua thác nước hàn đàm cùng cùng phong động mộc nhân hạng này lại là lần đầu tiên tới cho nên sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm thủ hộ mộc nhân hạng thấy lâm minh liền phá lệ nhiệt tình ai cũng nói không chính xác mười mấy năm sau lâm minh sẽ trở thành phủ chủ tiếp theo của thất huyền võ phủ hay không đến lúc đó hắn đã có thể là người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ khi có cơ hội a à. sư huynh ngại quá tạm thời quyết định tới nơi này của ngươi không có hẹn trước không biết còn có vị trí hay không sau khi lâm minh đột phá dịch cân kỳ liền muốn thí nghiệm thực lực của mình một chút mà ở bên trong bảy đại sát trận kim giáp binh cùng mộc nhân hạng cũng là luyện tập bản lĩnh thực chiến có vị trí ha ha Lâm sư đệ lúc nào tới đều có vị trí. Sư huynh chấp sự mỉm cười đầy mặt nói. Thật cảm tạ sư huynh. Như vậy, phiên toái sư huynh giúp ta mở độ khó cấp 11 một chút. Độ khó cấp 11. Sư huynh chấp sự mở to hai mắt nhìn lâm minh. Bình thường, độ khó cấp 11 chỉ mở ra đối với những người có bài danh thạch nằm trong 10 tên đứng đầu. Chẳng lẽ lâm minh đã có thực lực tiến vào những người có bài danh thạch của một trong 10 người đứng đầu sao? Điều này sao có thể? Khảo hạch đệ tử hạch tâm cho Lâm Minh thời gian chính là 3 tháng, 3 tháng tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu, đã đủ khoa trường. Hiện tại, mới qua nửa tháng mà thôi, nếu là Lâm Minh đã có thể tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu, vậy thì hắn đúng là quá nghịch thiên. Sư huynh chấp sự kia đang có cảm giác bất khả tư nghị, đột nhiên phát hiện tu vi của Lâm Minh, hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn, hỏi. Lâm sư đệ, ngươi đột phá dịch cân kỳ. Ừm, vài ngày trước may mắn đột phá. Sư huynh chấp sự không tự chủ được mà nuốt từng ngụm nước bọt, từ luyện tạng kỳ đến dịch cân kỳ có một bình cảnh không lớn không nhỏ, mặc dù đối với thời gian trôi qua mà nói, đột phá cái bình cảnh này là chuyện sớm hay muộn, nhưng là cũng không đến mức nhanh như vậy a, à. còn nhớ mang máng, mấy tháng trước, Lâm Minh mới vừa đột phá luyện tạng kỳ a, à. từ luyện tạng kỳ đến dịch cân kỳ chỉ dùng mấy tháng, đây là tốc độ gì a, à? ban đầu thiên phú của mình đã không tồi rồi, nhưng cũng dùng gần 3 năm thời gian, Lâm Minh này 15 tuổi đã là dịch cân kỳ, còn có hơn một năm nữa đạt tới dịch cân đỉnh phong còn không phải giống như chơi trò chơi sao. Nói không tốt thì Lâm Minh thậm chí cũng có thể đạt tới luyện cốt kỳ. Nói cách khác, lần này hắn thông qua khảo hạch của thất huyền võ phủ đã là nắm chắc. Đệ tử hạch tâm của thất huyền võ phủ sinh trưởng ở thiên vận quốc sư huynh chấp sự hít sâu một hơi. Chỉ cần hắn gật đầu một cái là tuyệt đối có thể trở thành thái thượng hoàng trên vạn người của thiên vận quốc. Sư huynh, mời mở độ khó cấp 11 một chút a. À. Thấy sư huynh chấp sự kia đang ngẩn người, Lâm Minh nhắc nhở một câu. Nga, được được, sư huynh chấp sự này kịp phản ứng, điều khiển trận bàn mở Mộc Nhân Hạng độ khó cấp 11 ra. Mộc Nhân Hạng xây ở bên trong vách núi, tổng cộng có 12 sơn động, mỗi cái sơn động cũng có thể một mình mở ra. Những thứ sơn động này cũng là do cao thủ Tiên Thiên ngạnh sinh sinh mở ra, thạch bích trên sơn động còn có thể thấy rõ ràng vết kiếm làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong Mộc Nhân Hạng hiện đầy con rối Mộc Nhân, càng đi sâu vào trong, con rối Mộc Nhân càng cường đại, số lượng cũng càng nhiều. Sau khi tiến vào Mộc Nhân Hạng Lâm Minh liền nghe được thanh âm canh kết do con rối mộc nhân phát ra lúc đi lại. Ánh sáng nơi này có chút mờ mờ, nhưng là cũng không ảnh hưởng tới Lâm Minh. Những thứ con rối mộc nhân này chính là kiệt tác của Khôi Lỗi Tông, một trong bảy đại truyền thừa của Thất Huyền Cốc. Khôi Lỗi Tông là một cái tông môn vô cùng thân bí của Thất Huyền Cốc. Thất Huyền Võ Phủ của Thiên Vận Quốc hoàn toàn không có ghi chép ghi lại công pháp bí thuật của tông môn này, cho nên căn bản không tiếp xúc được. Mắt thấy con rối mộc nhân càng ngày càng nhiều, Lâm Minh cũng không có gấp gáp tiến công, thậm chí ngay cả quán hồng thương cũng không có xuất ra, cho đến khi số lượng con rối đã đạt đến hơn 20 con. Lâm Minh dùng bàn tay trần vọt vào trong đó, xịch, một con rối mộc nhân đập một côn hướng tới Lâm Minh, những con rối mộc nhân này toàn bộ đều sử dụng mộc côn. Mộc đao đều là những binh khí không thể nào đả thương người, nhưng dù là như thế, bị mộc côn mộc đao này đập một chút, cũng rất có thể hộc mấu trọng thương. Lâm Minh mắt thấy một côn này đập tới, cho đến khi côn đến trước mắt hắn, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể phảng phất thuấn di lui về sau khoảng cách nửa thước kết quả một côn này quét qua chóp mũi lâm minh nện xuống phía dưới vừa vặn né qua một phần không nhiều lắm một phần không ít Dư lại có thêm một con rối mộc nhân dùng một đao chặn ngang chớm về phía lâm minh lúc này lâm minh đang nhảy ở giữa không trung thân thể không có chỗ để mượn lực bởi vì quan tính mà lui về phía sau một đao kia của con rối mộc nhân từ phía sau lưng chớm tới đang chớm về phía sau thắt lưng lâm minh nhìn như đã không thể tránh khỏi song lâm minh lại nhẹ nhàng vung ống tay áo lên thân thể phảng phất giống như lá cây bị gió thổi di chuyển về phía bên cạnh hai thước hoàn toàn không tuân theo quy luật vật lý nào cả lần nữa tránh thoát một đao kia chỉ trong gang tấc siêu 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 con rối mộc nhân không ngừng công kích về phía lâm minh lâm minh cũng không xuất thủ công kích chẳng qua là giống như đang lưỡng thững đi dạo trong sân nhà né tránh công kích của con rối mộc nhân bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 một đông à hạ lạnh 2. Đoạn ký ức bị đánh mất 3. Thiếu niên tai mèo của nàng 4. Không hẹn mà đến, hơn 20 con rối đồng thời có thể công kích được Lâm Minh chỉ có 78 con rối Tuy nhiên chính là công kích của 78 con rối cũng hết sức kinh khủng, đan vào nhau cơ hồ không có góc chớt. Song Lâm Minh lại luôn là có thể tránh thoát đi một cách rất thần kỳ, phảng phất giống như trong tay những con rối này không phải là cầm vũ khí mà là phiến. Lâm Minh giống như một mảnh lông chim nhẹ, mỗi lần mượn sức gió khi những con rối kia vung đao múa côn, bị thổi ngược lại một cách tự nhiên. Đây chính là phong chi ý cảnh mà Lâm Minh đã lĩnh ngộ. Huy động phiến vĩnh viễn không đánh được tới lông chim, mà vũ khí trong tay một vài con rối căn bản cũng không quẹt tới treo áo của Lâm Minh, kỳ diệu. Rất tốt, lại đến, Lâm Minh hoàn toàn đắm chìm ở bên trong phong chi ý cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn ứng dụng thân pháp kim bằng phá hư vào thực chiến. Bọn người kia, có chút yếu đi. Ý niệm của Lâm Minh vừa động, thân thể giống như chim đại bàng, ngạnh sinh sinh cất cao lên mấy trượng, rồi sau đó chân đạp vào vách đá chạy nhanh vào chỗ sâu của mộc nhân hạng. Lúc này, ở ngoài mộc nhân hạng, sư huynh chấp sự kia vẫn đang đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ, con mắt ngay cả nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào chân nguyên thạch của trận tâm đại trận. Mỗi một cái trận pháp đều có trận tâm, nơi này thường thường là để cung cấp năng lượng. Con rối trong mộc nhân hạng có năng lực tự mình chữa trị cùng sống lại, mà sống lại liền cần tiêu hao chân nguyên thạch, có một số tên biến thái, tỉ như lăng sâm, thác khổ, sau khi tiến vào mộc nhân hạng chân nguyên thạch tiêu hao vô cùng nhiều có lúc sư huynh chấp sự kia nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng như là lâm minh tiến vào hồi lâu như vậy chân nguyên thạch tiêu hao có một chút xíu hiển nhiên lâm minh đối phó với những con rối mộc nhân này vô cùng vất vả khó khăn bây giờ còn không có thể rớt chớt vài con à ý thức được điểm này sư huynh chấp sự này thở phào nhẹ nhõm một hơi nói hoàn hảo lâm sư đệ còn không có biến thái như vậy ta đã nói rồi a à, thời gian ngắn ngủi như vậy là có thể khiêu chiến mộc nhân hạng độ khó cấp 11, độ khó này rất cao à. Tuy nhiên Lâm Sư Đệ này cũng quá nóng lòng, lúc thực lực chưa đủ liền đã khiêu chiến độ khó cấp 11. Mộc nhân hạng này chính là sát trận, mức độ khó khăn quá sẽ bị thương, làm không tốt, thậm chí sẽ chết. Ta đoán chừng Lâm Sư Đệ này qua nửa nén hương thời gian nữa tự kiên trì không được, một lát vẫn phải là đi ra ngoài đổi lại độ khó cấp 10. Cho nên Sư Huynh chấp sự cầm lấy trận bàn, luôn luôn chờ đến lúc Lâm Minh kiên trì không được đi ra ngoài, tìm hắn đổi lại mức độ khó khăn, nhưng là trái cũng không thấy Lâm Minh, phải cũng không thấy Lâm Minh, luôn luôn chờ hơn nửa canh giờ, thế nhưng không có chút âm tín nào. Làm sao lại như vậy a? À? Hắn có chút mơ hồ, nếu không phải chân nguyên thạch của trận tâm vẫn tiêu hao năng lượng bằng một cái tốc độ chậm chạp như cũ, hắn thậm chí cũng muốn hoài nghi Lâm Minh có phải đã bị con rối mộc nhân ở bên trong xử lý hay không. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ lâm sư đệ núp ở trong góc ẩn nấp làm cho con rối mộc nhân nhì không thấy chẳng lẽ hắn mở độ khó cấp 11, chính là vì giả bộ lúc này ở bên trong mộc nhân hạng lâm minh đã tiếp cận chỗ sâu của mộc nhân hạng con rối mộc nhân nơi này thực lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc bọn họ thân hình cao lớn hơn nữa bên ngoài thân hiện ra một loại màu đỏ sậm kỳ dị phảng phất giống như nhiễm máu đối mặt với nhiều con rối cao cấp như vậy áp lực của lâm minh lớn hơn rất nhiều thời gian dài né tránh với cường độ cao mặc dù có hỗn độn chân nguyên quyết chống đỡ hắn cũng là khe khẽ thở dốc không sai biệt lắm lâm minh một hơi tu luyện thân pháp hơn nửa canh giờ cảm giác đã đầy đủ nghĩ như vậy tay hắn lật lên rút quán hồng thương ra từ trong tu di giới hai tay cầm thương trong con người lâm minh chợt lóe hàn quang đơn nguyên thật nhỏ trong cả người điều tiết tần số hô hấp đến cùng chân nguyên dày đặc giống như núi cao bắt đầu chấn động khí thế của hắn cũng bột phát trong nháy mắt hoành tảo thiên quân rầm 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 ầm lực lượng thân thể cường đại của dịch cân kỳ phối hợp với chân nguyên hùng hậu chấn động chỉ nghe thấy tiếng nổ vang liên tiếp toàn bộ con rối chung quanh bị quán hồng thương quét chúng ngã bay ra ngoài a à, không có chết. lâm minh phát hiện trừ con rối đứng mũi chịu xào kia bị lâm minh dùng một thương quét tới thất linh bát lạc vỡ tan trên đất thì con rối còn lại thế nhưng sau khi ngã xuống đất đã nhao nhao bỏ dậy thật bền chắc không có người nào hiểu rõ lực phá hoại kinh khủng của luyện lực như tơ hơn được lâm minh ban đầu lúc hắn vẫn là luyện tạng kỳ chỉ cần một thương đã quét một cái cột đá cao mấy trượng thành bã đậu hiện tại thực lực hắn tăng nhiều sợ rằng mấy là có thể hủy đi một tòa đại điện nhưng là hiện tại đánh vào trên người những thứ mộc nhân này lại chỉ rớt chớt được một con bên chắc một chút là tốt hôm nay liền ra sức chiến đấu a chính thức bước vào dịch cân kỳ hơn nữa thân pháp kim bằng phá hư đại thành lâm minh cần một cuộc đại chiến để kiểm nghiệm thực lực của mình đồng thời cũng làm cho thân thể có thời gian thích ứng với chân nguyên cùng lực lượng thân thể đột nhiên tăng mạnh này rầm 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 con rối mộc nhân lần lượt nổ bung quán hồng thương giống như con dao long màu tím đen quay cuồng vũ động ha ha đã nghiền lại đến nữa đi lâm minh cầm quán hồng thương trong tay đại khai đại hợp từng thương từng thương của hắn đều đem ra hết ý cảnh luyện lực như tơ trực tiếp đánh cho con rối mộc nhân nổ tung thật ra thì lâm minh cũng không rõ ràng những võ giả khác tiến vào mộc nhân hạng đa số căn bản không thể gây thương tổn được những con rối mộc nhân này chẳng qua là có thể đánh bại chúng nó mà thôi cho dù là lực công kích có biến thái như lăng sâm cũng chỉ là dùng một kiếm chớm đôi con rối mộc nhân, căn bản không thể đi vào như lâm minh một thương đâm tới, tất cả con rối mộc nhân đều nổ tung. con rối mộc nhân có thể tự mình chữa trị, chữa trị tự cần tiêu hao năng lượng trong chân nguyên thạch. những con rối bị đánh ngã kia bị tổn hại rất nhỏ, cơ hồ cần rất ít năng lượng để có thể chữa trị hoàn thiện. cho dù là con rối bị lang xâm chớm, cũng không cần sử dụng quá nhiều chân nguyên thạch. mà bị lâm minh dùng một thương đâm bạo phát, vậy thì bi kịch, chẳng những chữa trị cần phải tới hơn nửa ngày thời gian. Chân nguyên thạch tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Ở ngoài Mộc Nhân Hạng, sư huynh chấp sự luôn luôn chờ đến lúc Lâm Minh đi ra ngoài đổi lại độ khó cấp 10 lơ đã nhìn thoáng qua chân nguyên thạch của trận tâm. Kết quả trực tiếp trợn tròn mắt, hắn trơ mắt nhìn năng lượng chân nguyên thạch thẳng tắp giảm xuống. Những thứ chân nguyên thạch kia bằng vào tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, từ ánh sáng màu tinh nhuận của thủy tinh bình thường, từ từ biến trắng, rồi sau đó qua một ít thời gian nữa, thì trực tiếp ầm một tiếng, rồi nổ bùng. Tiếp theo Đại trận sẽ tự động thay một viên chân nguyên thạch khác, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, thời gian không tới nửa nén hương, chân nguyên thạch mới vừa được thay vào cũng nổ tung. Đây là đây là đã xảy ra chuyện gì à? Cho dù Lăng Sâm đi vào, cũng không có tốc độ hao tổn như hiện tại a. À? Chẳng lẽ là Lâm Minh làm ra không không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sư huynh chấp sự kia nhìn chân nguyên thạch ở trung ương vạn sát trận, không ngừng nuốt nước miếng. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết Lâm Minh không thể nào biến thái như vậy, nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt đây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Sư huynh chấp sự ngay cả tâm muốn khóc cũng đã có, thoáng cái tiêu hao nhiều chân nguyên thạch như vậy, căn bản hắn không thể giải thích tốt à? Thực lực của Lâm Minh bây giờ dĩ nhiên không bằng lăng sâm, tuy nhiên, lực phá hoại của hắn quá mạnh mẽ, hắn ở bên trong mộc nhân hạng một hơi chiến trong thời gian 30 phút, cho đến khi hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, lúc này, hắn phát hiện con rối mộc nhân càng ngày càng ít, ừm làm sao lại không còn xuất hiện thêm nữa vậy? Lâm Minh càng đánh càng cảm thấy hứng thú, nhưng vốn là con rối mộc nhân hùng hổ hiện tại chỉ còn lại có hai ba con, cũng không có thiếu con bị rớt cánh tay quẻ chân. Mộc nhân hạng này quá yếu đi, như vậy đã đánh xong đây là độ khó cấp 11 sao. Lâm Minh có chút không biết phải nói gì, trong ấn tượng của hắn, độ khó cấp 11 này có chút hữu danh vô thực. Nếu là chấp sự sư huynh chấp sự thủ trận biết ý nghĩ lúc này của Lâm Minh, sợ rằng cũng muốn đập đầu vào tường, con rối của mộc nhân hạng. Sau khi bị đánh hư có thể tự mình chữa trị, như là lâm minh từng thương từng thương đâm tới toàn bộ đánh cho chúng nó thất linh bát lạc chữa trị cũng là cần phải có thời gian à mặc dù không có đánh đã nghiền cũng coi như đủ để thí nghiệm thực lực của mình một chút hiện tại mặc dù ta chưa chắc qua được trương quan ngọc nhưng là tiến vào 10 cái tên đầu tiên trong vạn sát trận tuyệt đối không thành vấn đề khảo hạch vạn sát trận lần này ta liền tham gia trước tiên cầm trọng huyền nhuyễn ngân thương rồi hãy nói lâm minh thu hồi quán hồng thương từ trong mục nhân hạng đi ra Sư huynh chấp sự kia thấy Lâm Minh đi ra ngoài liền có chút giải ra, hắn luôn luôn không có hiểu được mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mộc nhân hạng đại trận xuất hiện trục trặc làm sao tốc độ tiêu hao chân nguyên thạch lại có thể nhanh tới như vậy? Lâm Lâm sư đệ, ngươi không sao chớ? Sư huynh chấp sự sửng sốt hồi lâu, mới do do dự dự mở miệng, nếu như trận pháp bị trục trặc thì Lâm sư đệ ở bên trong cơ thể có vấn đề gì hay không? Ta ta không có việc gì, Lâm Minh bị hỏi có chút không giải thích được, tuy nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thật cảm tạ sư huynh cáo tử ngày khác lại đến quấy giày lâm minh nói xong xoay người rời đi lưu lại sư huynh chấp sự kia vẫn đang ngẩn người như cũ hắn suy nghĩ kỹ một hồi lâu đột nhiên kịp phản ứng vội vàng chạy vào trong mộc nhân hạng mà lâm minh mới vừa rồi đi vào nhìn một chút vừa nhìn một màn này hắn hóa đá tại chỗ chỉ thấy linh kiện của mộc nhân hạng rơi là tả trên đất khắp nơi là tay chân mộc nhân bị chặt đứt này đây là chuyện gì xảy ra là lâm minh làm ra sao Cổ của hắn hung hăng lay động mạnh một cái, trận pháp trục trặc, nhất định là trận pháp trục trặc. Như là cũng đã vỡ thành hình dáng này thật còn có thể tự mình chữa trị sao? Kể từ sau khi đạt tới Dịch Cân Kỳ, Lâm Minh không có tập trung tinh thần quá nhiều thời giờ đi tu luyện Hỗn Độn Chân Nguyên Quyết nữa, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Tà Thần Lực cùng Tuyệt Mạch Thủ. Tuyệt Mạch Thủ rất đơn giản, bộ võ kỹ này vốn là chỉ có thể đối phó với địch có thực lực xa không bằng mình, hoặc là đối thủ đã mất đi lực chống cự, Lâm Minh chỉ dùng 3 năm ngày liền có thể học được nói ngắn gọn tuyệt mạch thủ chính là dùng chân nguyên của mình đánh vào trong cơ thể đối phương chấn vỡ kinh mạch toàn thân đối phương trước khi đạt tới ngưng mạch kỳ kinh mạch toàn thân của võ giả không thông nhưng là cũng không đại biểu rằng không có kinh mạch tuy nhiên kinh mạch bế tắc khiếu huyệt khô kiệt cho nên không hiện rõ ra tác dụng mà thôi tuyệt mạch thủ có thể ngạnh sinh sinh rót chân nguyên vào bên trong những thứ kinh mạch khô kiệt này phá hư một đường dọc theo kinh mạch cuối cùng toàn bộ phá đi kinh mạch kinh mạch là lộ tuyến lưu thông khí của thân thể con người người hoàn toàn không có kinh mạch, khi không thông sẽ được xưng là tuyệt mạch trời sinh, bình thường tuyệt mạch trời sinh không sống được quá 25 tuổi, tuyệt mạch thủ phá hư kinh mạch mà nó đi qua, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự với tuyệt mạch trời sinh, để cho tu vi võ giả dần dần tiêu mất, cuối cùng phế bỏ toàn bộ. Tu luyện tuyệt mạch thủ rất đơn giản, song tu luyện tà thần lực lại khó khăn hơn rất nhiều. Tà thần lực này có 6 tầng cảnh giới, Lâm Minh tu luyện thời gian 10 ngày, nhưng cũng không có thể mò tới cánh cửa tầng thứ nhất. Tà thần lực rõ ràng chính là áp xúc chân nguyên. Tầng thứ nhất, áp xúc đến 5 thành, tầng thứ hai, áp xúc đến 10 thành, tầng thứ ba, áp xúc gấp đôi, mãi cho đến tầng thứ sáu, có thể áp xúc đến gấp 3. Áp xúc chân nguyên, khi sử dụng đi ra ngoài, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, tương ứng với việc đó thì tiêu hao cũng lớn. Tà thần lực áp xúc chân nguyên chỉ có thể tác dụng vào một phần, cũng chính là áp xúc lượng chân nguyên nhất định, rồi sau đó tồn trữ ở trong người tại lúc chiến đấu sẽ sử dụng những thứ chân nguyên này những thứ chân nguyên đã bị áp xúc này tiêu hao hết thời gian kéo dài của tà thần lực cũng là kết thúc lần sau muốn sử dụng cần phải đợi sau một thời gian ngắn chân nguyên mới bị áp xúc xong lần nữa lâm minh muốn tu luyện chính là một loại của tà thần lực chỉ cần hạt giống tà thần này tồn tại chân nguyên sẽ tự chủ bị áp xúc giam cầm ở trong cơ thể không cần lâm minh đi quản tu luyện tà thần lực này cũng không cần gấp gáp tháng thứ hai lập tức sắp kết thúc ta không bằng tham gia khảo hạch vạn sát trận trước lấy trọng huyền nhuyễn ngân thương nữa trọng huyền nhuyễn ngân thương là bảo khí nhân giai trung phẩm quán chú chân nguyên trong đó không trở ngại mà quán hồng thương cũng chỉ có đầu thương là bảo khí nhân giai hạ phẩm cán thương chẳng qua là sát thường hiệu quả lưu thông chân nguyên ở bên trong tự nhiên sẽ bị giảm xuống rất nhiều mà cảnh giới luyện lực như tơ lại vừa vặn cần chân nguyên quán chú ở trong thương mới có thể thi triển cho nên lấy trọng huyền nhuyễn ngân thương đối với lâm minh mà nói chính là như hổ thêm cánh hôm nay còn có 3 ngày nữa là sẽ tới khảo hạch của vạn sát trận, một lần hành động bắt được 10 bài danh thạch đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của Thất Huyền Võ Phủ, nhận được trọng huyền nhuyễn ngân thương, như vậy, hắn đối phó với Trương Quan Ngọc thì càng có thêm nắm chắc. 3 ngày sau, chớp mắt một cái, Lâm Minh đi tới Thất Huyền Võ Phủ đã được 4 tháng rồi, khảo hạch vạn sát trận, Lâm Minh đã tham gia 2 lần, lần đầu tiên xếp hạng 126, lần thứ hai xếp hạng 62, hai lần này thay đổi xếp hạng chỉ phát sinh ở trong một tháng rồi sau đó khảo hạch vạn sát trận lần thứ ba lâm minh chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến cùng chu viêm vì vậy không có tham gia về phần khảo hạch lần thứ tư bởi vì lâm minh đã có được tài nguyên đãi ngộ đồng đẳng với ba bài danh thạch đầu tiên cho nên cũng không còn cần thiết phải tham gia mà hôm nay là khảo hạch vạn sát trận lần thứ năm khảo hạch vạn sát trận lần này người tham gia không nhiều lắm cả quảng trường đá vuông đến lúc mặt trời mọc chỉ có le que hơn hai người hơn nữa bên trong hơn 20 người này đa số là bài danh thạch phía sau số 100, chỉ có 6-7 người là bài danh thạch trước số 100, trước số 50 lại càng một người cũng không có. Có chàng diện vắng lạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì, đại đa số đệ tử của thất huyền võ phủ cũng tính toán tham gia hạ nạp cử hành khảo hạch vạn sát trận, khảo hạch tháng sau, nhất định là khiến muôn người chú ý. Bởi vì theo thất huyền lệnh truyền đạt mệnh lệnh ngày lên, đến khảo hạch tháng sau, vừa vặn thời gian 3 tháng, Lâm Minh nhất định sẽ khiêu chiến 10 bài danh thạch đứng đầu như thế mới có thể nhận được phần thưởng trọng huyền nhuyễn ngân thương đến lúc đó nhất định sẽ có đông đảo thế lực chú ý cường giả khắp nơi tụ tập việc trọng đại như vậy tự nhiên không thể bỏ qua không có ai nghĩ đến lâm minh lúc này chỉ là tháng thứ hai dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị khiêu chiến 10 bài danh thạch đứng đầu khoảng cách vạn sát trận mở ra còn có thời gian 30 phút quảng trường đá vuông rất an tĩnh võ giả mới đến rối rít ngồi xuống rừng trúc điều tức nguyên khí thiên địa sáng sớm rất nồng đậm thích hợp để thổ nạp hơn nữa thổ nạp điều tức cũng có thể hiệp trợ võ giả điều chỉnh tâm tình người người tự nhiên hy vọng trước khi tiến vào vạn sát trận điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất như thế mới có thể có một thành tích tốt bởi vì khảo hạch vạn sát trận lần này ít người tới hơn nữa đa số là người mới tay mơ sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm vạn sát trận cũng có chút thiếu đi sự hàng hái hắn đang chán đến chớt đùa bỡn chân nguyên thạch mới vừa thu lấy mỗi tên đệ tử tham gia vạn sát trận đều phải nộp một viên chân nguyên thạch tên chấp sự này tên là lương quang phong đảm nhiệm chấp sự ở thất huyền võ phủ đã rất lâu rồi lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện tình chính mình tấn chức trưởng lão ở nhân tri đường trưởng lão của thất huyền võ phủ có ba loại là trưởng lão thiên tri phủ trưởng lão địa tri đường cùng trưởng lão nhân tri đường trong đó trưởng lão nhân tri đường có địa vị thấp nhất chỉ cần võ giả ngưng mạch kỳ đã có thể đảm nhiệm mà lương quang phong cũng là ngưng mạch kỳ địa vị chấp sự vạn sát trận mặc dù cao một chút so sánh với những chấp sự khác nhưng dù sao cũng chỉ là chấp sự Tự nhiên không nở mày nở mặt bằng trưởng lão. Nếu có thể giao hảo với Lâm Minh thì chờ ngày hắn thành phủ chủ của Thất Huyền võ phủ trở thành trưởng lão nhân chi đường còn không phải là chuyện tình một câu nói hay sao? Đáng tiếc nhiều người muốn giao hảo cùng Lâm Minh có thể xếp thành quân đội làm sao đến phiên ta? Lương Quang Phong nghĩ tới đây tự giễu cười cười khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này hắn chú ý tới một người thiếu niên mặc áo đen vai cõng trưởng thương màu tím đen đang từ trong rừng trúc đi ra. Lần này Lương Quang Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn ửng Lâm Minh. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn tham gia khảo hạch vạn sát trận lúc này mới là tháng thứ hai à? Không chỉ Lương Quang Phong mà những đệ tử khác cũng rối rít chú ý tới Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh chính là nhân vật phong vân của thất huyền võ phủ. Rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội của nhân chi đường cũng là điên cuồng hâm mộ Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh đồng dạng với nhìn thấy thần tượng. Mau nhìn, Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh tới. Lâm Minh hiện giờ vừa tròn 16 tuổi, ở thất huyền võ phủ. Số tuổi coi là tương đối nhỏ, tuy nhiên có một chút đệ tử tuổi khá lớn hoặc không sai biệt lắm so sánh với lâm minh vẫn sẽ gọi lâm minh là lâm sư huynh giới tu võ luôn luôn là lấy sức mạnh làm trọng Tỷ như lăng sâm chính là đại sư huynh của thiên tri phủ lâm sư huynh hôm nay chẳng lẽ muốn tham gia khảo hạch vạn sát trận không phải đâu lúc này mới là tháng thứ hai a lâm sư huynh là muốn làm nóng người sao cắt cảnh giới của lâm sư huynh há lại để ngươi có thể tiên đoán không chừng hôm nay hắn liền đánh vào 10 bài danh thạch đầu tiên a à. đừng đoán mò Lâm Sư Huynh không chừng chẳng qua là tới đi dạo một chút mà thôi. Lúc người người dối rít nghị luận, một cái tiểu cô nương 15 tuổi, rụt rè nhút nhát đi về phía Lâm Minh, hỏi. Lâm Sư Huynh, xin hỏi, ngươi là muốn tham gia khảo hạch của thất huyền võ phủ sao? Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Lâm Minh trả lời, khiến đệ tử cấp thấp của địa chi đường này hưng phấn chất người, một số người thậm chí lấy truyền âm phù ra. Nhanh chóng truyền lại tin tức đi ra ngoài, hô hoán bằng hữu tới để xem việc trọng đại này. Lâm Minh tham gia khảo hạch vạn sát trận, đây cũng là chuyện tình khó lường nếu là hắn có thể thuận lợi tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu. Như vậy không phải là hắn cũng có thể trong 4 tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, tiện đà đánh bại Thác Khổ cùng Lăng Sâm sao? Đối với đệ tử của Thất Huyền Võ Phủ, Trương Quan Ngọc, Thác Khổ, Lăng Sâm ba người đã xây dựng ảnh hưởng quá nặng, đánh bại bọn họ, quả thực là điều mà không ai dám nghĩ tới. Hơn nữa, nếu là Lâm Minh thật sự có thể đánh bại bọn họ, như vậy thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Cốc, đó chính là chuyện vắn đã đóng thuyền. Một đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Võ Phủ sinh trưởng ở Thiên Vận Quốc, tương lai có thể trở thành Thất Huyền sứ hoặc là phủ chủ, đây chính là nhân vật trong truyện. Lâm Minh trực tiếp đi về phía tế đàn vạn sát trận, chuẩn bị nộp chân nguyên thạch cầm cố, Lương Quang Phong đầy mặt cười xòa. Lâm sư đệ trực tiếp thi là được, chân nguyên thạch này nộp hay không nộp cũng giống nhau. Lần trước thành tích vạn sát trận của Lâm Minh chẳng qua là 62, hiện tại cách lâu như vậy, vô cùng dễ dàng lấy được số mười mấy, cho dù cầm cố chân nguyên thạch, nhất định cũng sẽ cầm lại. Lâm Minh cũng không có giả mồm cãi láo, nói. Vậy thì cảm ơn Lương Sư Huynh. Tin tức truyền vô cùng mau, có ít người sau khi nghe, lập tức liền chạy tới vạn sát trận. Quảng trường đá vuông lúc trước còn trống rất nhiều chỗ, rất nhanh tự tụ tập không ít người. Thậm chí có mấy trưởng lão cách vô cùng xa cũng chạy đến. Lâm Minh ha ha, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị khiêu chiến 10 bài danh thạch đứng đầu sao? Một cái thanh âm sảng lảng truyền tới, Lâm Minh xoay người nhìn lại, người đen là trưởng lão tôn ti phiền của thiên tri phủ lâm minh xoay người nhìn lại người đến là trưởng lão tôn ti phiền của thiên tri phủ ban đầu ở ngày khảo hạch lập thu lâm minh khảo hạch tam quan toàn bộ là đứng thứ nhất nhưng là bởi vì thiên phú có hạn một ít trưởng lão không đồng ý cho lâm minh thành tích đệ nhất mà tôn ti phiền cũng là một trong những người ủng hộ lâm minh sau này lâm minh làm cho vương nghiễn phong bị thương nặng từ trưởng lão xông lên sân khấu tìm lâm minh phiền toái cũng là tôn ti phiền trợ giúp lâm minh ngăn chặn từ trưởng lão bởi vì chút ít chuyện này ấn tượng của lâm minh đối với tôn ti phiền rất tốt Hắn cung kính thi lễ một cái, nói: "Tôn trưởng lão hảo." Tôn Ti phiền vội vàng đỡ lấy Lâm Minh, cười nói: "Không cần đa lễ, hai ngày nữa ngươi thành đệ tử Hạch Tâm, thân phận của chúng ta cũng đã cùng cấp ửng Tôn Ti phiền nói tới đây có chút dừng lại, "Ngươi đã là Dịch Cân Kỳ." Tôn Ti phiền tuệ nhãn như đuốc, một chút liền nhìn thấu tu vi của Lâm Minh, lúc trước Lâm Minh nội liễm chân nguyên, cộng thêm rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội tu vi chỉ có luyện thể tầng 2, cho nên không có chú ý tới Lâm Minh đã đột phá. "Đúng vậy, vài ngày trước may mắn đột phá, cho nên hôm nay mới có lòng tin tới khiêu chiến 10 bài danh thạch đứng đầu. Tốt, tốt hậu sinh khả ý, khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyền cốc này còn có thời gian hơn một năm nữa, ngươi cũng đã là dịch cân kỳ. Bình cảnh từ luyện tạng đến dịch cân ngươi dễ dàng đột phá như vậy, cứ tiếp tục như vậy, ngươi đạt tới dịch cân đỉnh phong, căn bản là vấn đề thời gian, khảo hạch này, ngươi xác định là qua rồi. Võ giả dịch cân kỳ 15 tuổi có thể khó lường, thiên phú ngũ phẩm, cũng không gì hơn cái này khảo hạch riêng lẻ đệ tử quả thật có nắm chặt tuy nhiên nếu là chống lại lăng sâm sư huynh đệ tử chưa hẳn có thể thắng ha ha qua khảo hạch cũng đã khó có được rồi nếu là thắng lăng sâm nữa ngươi liền xác định sẽ sáng tạo ra kỳ tích lăng sâm được xưng là vô địch cùng giai của thiên vận quốc hoặc nói là vô địch ngưng mạch kỳ trở xuống thậm chí một chút võ giả tương đối kém ngưng mạch kỳ lăng sâm cũng có thể đánh thắng được nếu là lâm minh chiến thắng lăng sâm hắn tự tương đương với việc ở 15-16 tuổi mới vào dịch cân kỳ tự có thực lực của võ giả ngưng mạch kỳ. Võ giả ngưng mạch kỳ, cả thiên vận quốc bất quá chỉ có hơn 100 người, hơn phân nửa trong đó tập trung ở thất huyền võ phủ. Lâm Minh nếu là có thể chiến thắng lang sâm, vậy thì ý nghĩa thực lực cá nhân của hắn sẽ được xếp vào trong 100 người mạnh nhất ở thiên vận quốc. Cái xếp hạng này, phối hợp tuổi của hắn, làm cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, trên quảng trường đá vuông lại có một trưởng lão tới nữa, nhắc tới cũng đúng dịp, trưởng lão này dĩ nhiên là từ trưởng lão từ phong nguyên lúc trước đã gây khó khăn cho Lâm Minh. Từ Phong Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Minh 4 tháng trước thanh danh không hiện, hôm nay thế nhưng trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Võ phủ, ngày sau vạn nhất hắn thành phủ chủ, vậy thì chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhớ tới ngày khảo hạch, mình cùng Lâm Minh đụng chạm, Từ Phong Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, mấy ngày nay có thể nói là cuộc sống hàng ngày của Từ Phong Nguyên khó an. Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng là Từ Phong Nguyên không thể không tìm cơ hội gặp Lâm Minh, không cầu tiêu tan hiểm khích lúc trước, ít nhất để cho lâm minh không đến mức ngày sau trả thù chính mình dù sao một phủ chủ muốn hạ một trưởng lão thiên tri phủ mặc dù chỉ tốn công một chút nhưng cũng không khó chọn lấy thời cơ này để tới đây không nghĩ tới vừa lúc đụng phải lão tôn ti phiền đối đầu cùng mình nhất thời trong lòng từ phong nguyên kêu khổ lúc này vốn chính là lúc mất thể diện lại gặp được lão đối đầu đây không phải là để cho người này chế diễu sao lâm minh nhớ được nhớ được từ trưởng lão này lại nói tiếp tu di giới trên tay hắn còn là của từ phong nguyên có chiếc nhẫn kia, chính là thuận lợi hơn không ít. Lâm Minh đối với Vương Nghiễn Phong cũng không ghi hận gì, chớ nói chi là Từ Phong Nguyên, hơn nữa ban đầu cách làm của Từ Phong Nguyên mặc dù có mất công chính, nhưng cũng là nhân chi thường tình, dù sao hắn cùng với Vương Nghiễn Phong của Vương gia ở Nhạc Lộc thành cũng là cố giao. Lâm Minh hành lễ như thường, nói: "Từ trưởng lão hảo." Từ Phong Nguyên lúng túng ho khan một tiếng, hắn nhất thời phát hiện, Lâm Minh đột phá dịch cân kỳ. Điều này làm cho trong lòng hắn không biết là cái tư vị gì. Vương Nghiễn Phong còn đang đánh sâu vào luyện tạng đỉnh phong, Lâm Minh cũng đã là dịch cân kỳ. Thời điểm ngày lập thu, tu vi Vương Nghiễn Phong lại vượt lên Lâm Minh hơn phân nửa cảnh giới, hiện tại lại thấp hơn phân nửa cảnh giới. Khảo hạch mới bắt đầu 2 tháng, dịch cân kỳ này còn có thời gian nhiều hơn 1 năm a, đạt tới dịch cân đỉnh phong còn không phải là giống như trò chơi hay sao? Mà nói chắc chắn rằng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Lâm Minh chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Võ phủ. Bởi vì Tôn Ti Phiền ở đây từ Phong Nguyên hoàn toàn cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu, hắn ho khan một tiếng nói: "Ta chính là đi ngang qua, nghe nói Lâm Minh ngươi ở chỗ này khảo hạch, sang đây nhìn xem, cái kia hảo hảo thì, có cơ hội thì tới chỗ ta ngồi một chút, gặp phải chuyện tình trên việc tu luyện, cũng có thể hỏi ta một chút." Lời nói này của Từ Phong Nguyên chính là nói xin lỗi khéo léo, Lâm Minh tự nhiên sẽ không phải là người đúng lý không buông tha. Từ Phong Nguyên chính là cao thủ hậu thiên, ăn nói khép nép như vậy đã coi như là rất nể mặt. Lâm Minh nói: đa tạ từ trưởng lão ngày khác đệ tử tất nhiên sẽ tới cửa bái phòng ừm tốt nghe lâm minh nói như vậy từ phong nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì hai trưởng lão ở đây các đệ tử cấp thấp của địa chi đường cũng đứng rất xa không dám tiến lên mà đúng lúc này quảng trường đá vuông đột nhiên oanh hiệu quả oanh động này thậm chí so với lúc lâm minh tới tuyệt không hề thua kém là bao trên quảng trường lại tới thêm một người nữa mà người này dĩ nhiên là tần hạnh hiên nếu nói là thất huyền võ phủ có ai có thể so sánh với lâm minh vậy không nghi ngờ chút nào chính là tần hạnh hiên lúc thanh danh tần hạnh hiên lên cao lâm minh lại không được người nào biết tới khi đó hào quang trên người tần hạnh hiên tuyệt không kém so sánh với lâm minh hiện tại hai đại thiên tài của thất huyền võ phủ đều tề tụ có thể nào không để cho người ta kích động lúc lâm minh thấy tần hạnh hiên cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới nàng sẽ đến bản thân tần hạnh hiên là đệ tử hạch tâm tự nhiên sẽ không tham gia khảo hạch vạn sát trận như vậy nàng tới nơi này hơn phân nửa là đến xem chính mình Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Minh có mấy phần khác thường. Hôm nay Tần Hạnh Hiên mặc một thân phục đơn giản, gọn gàng, y phục rộng thùng thình ở bên hông được tùy ý cột lại bằng một giải dây lụa. Cũng là tôn lên vóc người mỹ lệ hoàn mỹ của nàng, phối hợp với đôi chân thon dài kia của nàng, làm cho người ta có cảm giác giống như tư thế oai hùng. Tuy nhiên, Lâm Minh chú ý tới không phải là khí chất và xinh đẹp của Tần Hạnh Hiên, mà là tu vi của nàng. Tần Hạnh Hiên rõ ràng đã đột phá luyện thể tầng 5, cảnh giới luyện cốt ngay từ lúc lâm minh tiến vào thất huyền võ phủ tần hạnh hiên cũng đã là dịch cân đỉnh phong hôm nay qua thời gian tháng đột phá bình cảnh của luyện cốt kỳ mà tuổi thọ của tần hạnh hiên so sánh với lâm minh còn nhỏ hơn mấy tháng thiên phú lục phẩm quả nhiên kinh khủng hạnh hiên ra mắt tôn trưởng lão từ trưởng lão mặc dù bàn về địa vị tần hạnh hiên cùng trưởng lão thiên tri phủ tương đương song từ lễ nghi hậu bối tần hạnh hiên vẫn là hành lễ đối với hai vị trưởng bối hai trưởng lão lúc này tự nhiên cũng chú ý tới tu vi tần hạnh hiên trong lòng sợ hãi than, võ giả cảnh giới luyện cốt 15 tuổi, thiên vận quốc từ trước tới nay chưa bao giờ có. Tiếp tục như vậy, Tần Hạnh Hiên có khả năng sẽ ở 16 tuổi đã đột phá ngưng mạch kỳ. Hai người thiếu nam thiếu nữ trước mắt này, một người là chiến lực vô địch, một người là tốc độ tu luyện nghịch thiên, hai người cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ tiếc, Tần Hạnh Hiên đã nói rõ muốn bước lên theo đuổi con đường của tiên thiên, sau này cũng không toan tính ở lại thiên vận quốc. Nếu không tương lai Lâm Minh đảm nhiệm phủ chủ thất huyền võ phủ, tần hạnh hiên đảm nhiệm thất huyền sứ hai người kết thành vợ chồng nữa có thể nói là kim đồng ngọc nữ ông trời tác hợp đến lúc đó con cái của bọn họ tất nhiên là hạng người thiên tư kinh người thiên vận quốc sẽ xuất hiện một cái gia tộc truyền kỳ có hai người này ở đây vận nước chắc chắn càng thêm vững chắc địch quốc phụ cận cũng không dám xâm phạm lâm minh đã lâu không gặp tần hạnh hiên khẽ mỉm cười ở bên trong bạn cùng lứa tuổi cũng chỉ có tần hạnh hiên gọi thẳng tên của lâm minh gọi thông thuận tự nhiên mà những người khác hoặc là gọi Lâm Minh là Lâm Sư Huynh, hoặc là Lâm Tiên Sinh, thậm chí là Lâm Đại Nhân. Ừm, hai tháng không gặp, ha ha, hai người các ngươi trò chuyện trước đi, chúng ta đi vào trong rừng chúc ngồi một chút. Tôn Ti phiền thấy hai người hàn huyên, tự giác lấy cớ rời đi, hắn dĩ nhiên biết, Tần Hạnh Hiên không thể nào là tìm đến những lão đầu bọn họ. Tôn trưởng lão, từ trưởng lão đi thong thả, Tần Hạnh Hiên ngọt ngào nói, ừm, các ngươi hàn huyên đi. Từ phong nguyên cũng gấp vội nói, đây cũng là số lần hiếm hoi những lúc hai người nhất trí ý kiến. Đợi sau khi hai người đi, Tần Hạnh Hiên cười nói: Lâm Minh, ta đây mấy ngày nay một mực bế quan tu luyện, đi ra ngoài mới nghe nói thành tựu minh văn thuật của ngươi đã là có một không hai ở Thiên Vận Thành. Ta chính là người sớm nhất biết thân phận minh văn sư của ngươi. A, có thể giảm giá cho ta hay không? Ta có một thanh kiếm, muốn ngươi hỗ trợ. Tần Hạnh Hiên vừa nói vừa chớp mắt một cái, rất ít khi toát ra thần thái hoạt bát làm cho nàng nhất thời trở nên thiên kiều bá mị. Ngay cả Lâm Minh cũng là khe khẽ ngơ ngác một chút, hắn cười nói: "Rất nguyện ý ra sức vì Tần tiểu thư, ta có thể miễn phí cho ngươi. Thật sao ta đây thật đúng là vinh hạnh a." Tần Hạnh Hiên ngọt ngào cười: "Lâm Minh, ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt, không cần xa lạ như vậy. Ừm, hôm nay ngươi tới, nói vậy đã có nắm chặt tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu rồi." "Ừm." Lâm Minh gật đầu, "Hôm nay tiến vào 10 bài danh thạch đứng đầu, hắn có 10 thành nắm chặt, ngươi đến quảng trường vạn sát trận càng ngày càng nhiều." Vốn là toàn trường trống rỗng lạnh tanh, bởi vì Lâm Minh đột nhiên xuất hiện mà trở nên náo nhiệt, còn có một chút người đang chạy tới. Ở lúc khảo hạch vạn sát trận sắp bắt đầu, Bạch Tĩnh Vân cùng Mộ Dung Tử cũng trình diện. Thấy Lâm Minh đang nói chuyện vui vẻ cùng Tần Hạnh Hiên, Mộ Dung Tử bĩu môi, ngồi xuống ngay tại chỗ, hiển nhiên không có ý tứ đi tới chào hỏi. Bạch Tĩnh Vân thấy Mộ Dung Tử như vậy, trong lòng buồn cười, trong lòng Mộ Dung Tử thật ra thì tương đối cao ngạo, nhưng tức núi chính là, ở trước mặt Tần Hạnh Hiên nàng lại chẳng tìm được một chút tự tin nào tần hạnh hiên nhỏ hơn so với mộ dung tử ban đầu lúc tần hạnh hiên danh chấn thiên vận thành mộ dung tử còn không tòng phục muốn so sánh với tần hạnh hiên sau lại nỗ lực thật lâu lại phát hiện hai người thật sự không phải là một cấp bậc mà hiện tại mộ dung tử thấy tần hạnh hiên cùng lâm minh ở chung một chỗ nói chuyện vui vẻ như vậy trong lòng sẽ có một loại cảm giác của tiểu cô nương khó có thể giải thích có chút lòng ghen tị không giải thích được mộ dung tử tâm tính đơn giản cũng không che giấu tâm tình của mình cho nên dứt khoát cứ ngồi xuống ngay tại chỗ như vậy. Bạch Tĩnh Vân cười nói: A Tử, ngươi không phải là mấy ngày hôm trước chuẩn bị đem kiếm nhân giai trung phẩm muốn Lâm sư đệ hỗ trợ sao? Bạch Tĩnh Vân cười nói: A Tử, không phải là mấy ngày hôm trước ngươi định đem kiếm nhân giai trung phẩm muốn Lâm sư đệ hỗ trợ sao? Mộ Dung Tử không phải là tư vị nói: Tần Hạnh Hiên người ta cũng có một thanh kiếm tìm Lâm sư đệ của ngươi Minh Văn rồi, kiếm lấy ra từ phủ nguyên soái, làm sao cũng là kiếm nhân giai thượng phẩm a thanh kiếm mẻ kia của ta vẫn là không đi mất mặt hừ mấy lão đầu trong nhà ta kia đều là quỷ hẹp hòi keo kiệt muốn chết trong lời nói của mộ dung tử chua xót tới mức cách mấy con phố cũng có thể nghe thấy được bạch tĩnh vân nhịn không được bật cười lên mộ dung tử mắt thấy vài ngày trước không ít đệ tử đại gia tộc có bảo khí nhân giai trung phẩm hơn nữa còn cộng thêm ngọn lửa minh văn của lâm minh đã sớm ngồi không yên cho nên cố gắng nhõng nhẽo như lấy lão gia tử trong nhà muốn có được một thanh bảo khí nhân giai trung phẩm còn có một chút tài liệu chân quý, lôi kéo Bạch Tĩnh Vân, cực kỳ hứng thú bỏ chạy tới Minh Văn sư công hội tìm Lâm Minh để minh văn. Kết quả sau khi đi tới Minh Văn sư công hội, mới biết được những ngày qua Lâm Minh tập hợp đủ tài liệu cũng đã thu quán không làm. Điều này làm cho Mộ Dung Tử hết sức buồn bực, rồi sau đó trở lại Thất Huyền Võ phủ, lại biết Lâm Minh đã bắt đầu bế quan, cái này làm cho Mộ Dung Tử càng thêm khó chịu. Bạch Tĩnh Vân cũng không có trêu chọc Mộ Dung Tử, nàng đi tới chào hỏi Lâm Minh cùng Tần Hạnh Hiên, nói lâm sư đệ tần tiểu thư nga tĩnh vân sư tỷ trong lòng lâm minh hơi động một chút chợt cười đáp lại nói kiếm đã minh văn lần trước còn hoàn hảo chứ Ừm. dùng rất tiện tay không biết lâm sư đệ những ngày qua có rảnh rỗi không a tử còn có một thanh kiếm muốn lâm sư đệ hỗ trợ không thành vấn đề một lần minh văn mà thôi không cần tới bao lâu lại nói lần trước tinh diệu thạch của tĩnh vân sư tỷ giúp ta một đại ân lớn a lâm sư đệ khách khí rồi bạch tĩnh vân cười cười còn muốn nói cái gì đó nhưng ngay lúc này chuông đồng bên cạnh tế đàn bị gõ vang khảo hạch vạn sát trận bắt đầu ánh mắt lâm minh ngưng tụ chiến ý đã dấy lên đã cách ba tháng không biết lần này mình có thể vượt lên đến bài danh thạch số bao nhiêu a à? lâm sư đệ hiện tại tự lên đài sao bạch tĩnh vân hỏi ừm ta lên đài vòng thứ nhất nói như vậy đệ tử thực lực cường đại cũng sẽ lựa chọn lên đài mấy vòng cuối cùng có ý tứ áp trục tuy nhiên lâm minh lại không nghĩ như vậy lần này hắn tới chính là vì tiến vào 10 vị trí đầu tiên cầm lấy phần thưởng trọng huyền nhuyễn ngân thương mà không phải tới biểu diễn đệ tử khảo hạch vòng thứ nhất có thể lên trên sư huynh chấp sự tuyên bố lâm minh nhẹ nhàng nhảy lên phảng phất giống như một con yến nhẹ nhàng trong nháy mắt liền xuất hiện phía trên tế đàn của vạn sát trận thân pháp nhẹ nhàng đấy người khác không có chú ý tới như là tần hạnh hiên bao gồm cả từ phong nguyên cùng tôn ti phiền hai trưởng lão cũng là chú ý tới bản năng tần hạnh hiên có cảm giác động tác mới vừa rồi của lâm minh có chút địa phương kỳ quái như là lại không thể nói rõ ra là kỳ quái ở chỗ nào. Nàng chẳng qua là không giải thích được nhìn Lâm Minh, trong đầu hồi tưởng đến một màn mới vừa rồi, như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ Phong Nguyên vuốt râu, nói: "Lão Tôn, ngươi có chú ý tới hay không? Động tác mới vừa rồi của Lâm Minh thật giống như có chút huyền diệu ở bên trong." Trong đầu Tôn Ti phiền hồi tưởng đến động tác mới vừa rồi của Lâm Minh, lại nói tiếp: "Mới vừa rồi Lâm Minh không coi là quá nhanh, nhưng là động tác của hắn lại hàm chứa một loại huyền diệu đặc thù. Người bình thường sau khi nhảy lên tốc độ bay lên không sẽ bởi vì trọng lực mà từ từ rớt xuống mặc dù bởi vì tốc độ nhảy lấy đà quá nhanh biên độ rớt xuống cực kỳ bé nhỏ như là cẩn thận cảm giác còn có thể phát giác ra được nhưng là mới vừa rồi lâm minh tựa hồ lấy một cái tốc độ trung bình để nhảy lên tế đàn tự phảng phất giống như thân thể của hắn là một mảnh lông chim hoàn toàn không có sức nặng bị gió thổi lên tế đàn vậy quả thật có điểm gì là lạ tiểu tử này mấy ngày không thấy tựa hồ lại là tiến bộ không nhỏ lần này đáng xem bởi vì lâm minh lên đài những đệ tử khác vốn là tính toán lên đài vòng thứ nhất không hẹn mà cùng dừng lại không có theo tới cho nên trận đầu khảo hạch chỉ có một mình lâm minh lâm minh cũng không có để ý những người khác trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong tế đàn thời gian khảo hạch không giới hạn đánh chớt địch nhân mới vào luyện thể tầng 2 được một điểm rớt địch nhân luyện thể tầng 2 đỉnh phong được 5 điểm mới vào luyện thể tầng 3 được 10 điểm tầng 3 đỉnh phong được 50 điểm mới vào luyện thể tầng 4 được 100 điểm tầng 4 đỉnh phong được 500 điểm mới vào luyện thể tầng 5 được 1000 điểm, tầng 5 đỉnh phong được 5000 điểm, tử vong tức là thất bại, Lâm Sư Đệ, nếu như chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Chấp sự Lương Quang Phong giới thiệu theo thường lệ, bắt đầu đi. Lâm Minh gật đầu, sau đó, trận quang màu trắng sữa bao phủ hắn vào bên trong. Lâm Minh lần nữa tiến vào thế giới trắng xóa kia, bên cạnh hắn xuất hiện các loại binh khí, thương, cán thương tám thước, đầu thương tám tắc, cán thương tử ô đạn thiết, mũi thương vân vân tấn thiết tổng trọng lượng 820 cân. Trong đầu Lâm Minh hình thành kiểu dáng binh khí, một thanh trọng thương giống y hệt với quán hồng thương rơi vào trong tay Lâm Minh. Cùng lúc đó, trước mặt Lâm Minh xuất hiện hơn 10 người võ giả cùng hung thú, thực lực của bọn họ chẳng qua là từ mới vào luyện thể tầng 2 đến mới vào luyện thể tầng 3. Thực lực như vậy, đối với Lâm Minh mà nói căn bản là nửa điểm uy hiếp cũng không có. Không đợi những đối thủ này tiến công, cước bộ Lâm Minh vừa động, trong nháy mắt xuất hiện bên trong những hung thú cùng võ giả này, hoành thương đảo qua, quyển sát ngay cả luyện lực như tơ cũng không sử dụng chỉ dựa vào lực lượng thân thể quét thương qua hơn 10 người địch nhân nổ tung giống như túi mấu toàn bộ tử vong một chiêu rõ ràng gọn gàng qua thời gian mấy hơi thở nhóm địch nhân thứ hai đi ra ngoài địch nhân lần này lấy luyện thể tầng 3 đỉnh phong làm chủ thậm chí còn có một là dịch cân sơ kỳ loại tu vi này đối với lâm minh mà nói giống như trước không đáng giá nhắc tới quán hồng thương trong tay run lên lâm minh trực tiếp xông về địch nhân một đầu man nghiêu thú thực lực tương đương dịch cân kỳ duy nhất vọt mạnh về phía lâm minh thân thể khổng lồ nặng mấy ngàn cân cấp tốc chạy tới bốn vó dẫm đạp trên mặt đất khiến cho cả vùng đất lay động đất đá bay tán loạn một đầu quái thú man nghiêu đột nhiên sông mạnh tới như vậy cộng thêm lực lượng bước lên trước cho dù là một tòa cung điện cũng có thể cuốn sập đối mặt với quái thú hùng hổ lâm minh không tránh không né hắn hét lớn một tiếng hai cánh tay trầm xuống khi thế cả người bột phát giao long xuất hải hét lớn một tiếng lâm minh một thương đâm vào trong thân thể man nghiêu răng rắc trong một lực đánh vào quán hồng thương giống như phá vỡ thuộc ra nát vụn đâm vào thân thể man nghiêu rồi sau đó bị kẹt ở bên trong xương cốt của man nghiêu lực đánh vào cường đại làm cho quán hồng thương cong thành trăng tròn song chân phải lâm minh mạnh mẽ đạp một bước về sau hai chân lại như sắt đúc cắm rễ ở phía trên cả vùng đất Rào. toàn thân lâm minh quán chú chân nguyên thân thể giống như một cây cung cong về phía sau hai cánh tay đột nhiên giơ lên Man nhiêu mấy ngàn cân cứ như vậy bị Lâm Minh nâng lên từ đỉnh đầu. Một chiêu hất tung man nghiêu, khi thế Lâm Minh đạt đến cực hạn, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp xông ảo vào trung tâm địch nhân, hai tay cầm thương. Đại khai đại hợp, quán hồng thương giống như dao long tím cuồn cuộn ở trong biển máu, nơi đi qua, máu tươi phun ra, đứt gân gãy xương. Một thương xuất ra, ít nhất rớt hết hai địch nhân. Địch nhân mới không ngừng bị vạn sát trận đưa ra ngoài, song địch nhân cũ chớt nhanh hơn. Thế cho nên ở một đoạn thời gian rất dài, bên cạnh lâm minh luôn luôn đều chỉ có bảy tám địch nhân trong đó còn có mấy địch nhân là bị một thương quét chặt đứt chân hoặc xương sống thắt lưng mất đi lực chiến đấu sắp bị loại bỏ ở ngoài vạn sát trận nén hương thứ tư đã hết mà lâm minh ngồi xếp bằng ở trong tế đàn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ hiển nhiên dư lực 10 phần nén hương thứ tư khảo hạch vạn sát trận lần trước lâm minh chỉ tới nén hương thứ tư thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi nhưng là dù vậy tốc độ rớt địch của hắn quá nhanh cũng có thể rớt được 62 tên, hiện tại đã nén hương thứ tư lâm minh vẫn giống như người không có chuyện gì đoán chừng chống được nén hương thứ sáu bảy không thành vấn đề hơn nữa thực lực của lâm minh bây giờ đề cao tốc độ rớt địch tuyệt đối nhanh hơn nói không chừng hắn đã rớt tới võ giả luyện cốt kỳ một võ giả mới vào luyện cốt kỳ chính là một ngàn điểm không cách nào tưởng tượng xếp hạng lần này của lâm minh bạch tĩnh vân một bên nhìn lư hương một bên đoán chừng điểm mà lâm minh đạt được hiện tại người đứng thứ 10 của vạn sát trận đại khái là tám chín ngàn điểm chỉ cần rớt 4 năm võ giả luyện cốt sơ kỳ, hơn nữa tích lũy lúc trước đạt được, trên căn bản có thể tiến vào 10 người đầu tiên. 15 tuổi đã tiến vào 10 người đầu tiên, cái thành tích này Bạch Tĩnh Vân thử nghĩ xem cũng đã cảm thấy kinh khủng. Ở lúc Bạch Tĩnh Vân nói chuyện, mộ dung tử lại chỉ ngồi ở trên cỏ nghiêng đầu, hai cái tay chống cầm nhìn Lâm Minh đang ngồi xếp bằng ở tế đàn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay Lâm Minh sáng tạo kỳ tích quá nhiều, mộ dung tử đối với tất cả những gì Lâm Minh làm cũng sinh ra sức miễn dịch, chẳng muốn kinh ngạc. Ở bên trong vạn sát trận, Lâm Minh quả thật theo như lời Bạch Tĩnh Vân đã nói, đã bắt đầu đối mặt với địch nhân luyện cốt kỳ, tuy nhiên không phải là luyện cốt sơ kỳ, mà là luyện cốt đỉnh phong. Bạch Tĩnh Vân vẫn là đánh giá thấp tốc độ rớt địch của Lâm Minh. Lâm Minh hiện giờ chẳng qua là mới vào cảnh giới dịch cân, đối mặt với luyện cốt đỉnh phong, xê xích một nửa cảnh giới. Luyện cốt đỉnh phong sao? Lâm Minh liếm liếm đôi môi, trong ánh mắt toát ra chiến ý sáng quắc, bởi vì lúc này môi hắn nhú máu, vẻ mặt lộ ra vẻ có chút dữ tợn thực lực địch nhân càng ngày càng mạnh áp lực lâm minh gặp phải cũng càng lúc càng lớn thực lực lâm minh đã sớm vượt qua võ giả luyện cốt đỉnh phong bình thường song ở dưới tình huống một đám địch nhân kìm chế muốn đánh bại địch nhân luyện cốt đỉnh phong khó khăn lại tăng lên một mảng lớn ẩm lâm minh cùng võ giả luyện cốt kỳ kia liều mạng một cái đối phương dĩ nhiên sử dụng trường côn hiếm thấy một côn đập tới lực lượng thiên quân trực tiếp vung quán hồng thương đập vào côn của đối phương tia lửa văng khắp nơi một côn một thương bởi vì lực và đập cường đại đồng thời cong gãy lúc này tự hiện ra chỗ tốt của đạn thương đạn côn nếu là thân côn cán thương không có chút co giãn nào một đập như vậy chỉ là lực phản chấn cũng có thể làm cho gan bàn tay võ giả giãn nứt võ giả luyện cốt đỉnh phong lực lượng kinh người song lực lượng của lâm minh lại mạnh hơn có hỗn độn cương đấu kinh chống đỡ phối hợp cùng kỹ xảo phát lực của luyện lực như tơ lực lượng trên cán thương của lâm minh giống như thủy triều cuồn cuộn chẳng những cường đại hơn nữa còn kéo dài không dứt. Quán hồng thương cong thành một cái nửa hình cung chợt khôi phục nguyên trạng, hắc giáp võ giả luyện cốt đỉnh phong kia ngạnh sinh sinh bị Lâm Minh đánh văng ra, mà Lâm Minh trái lại cũng chỉ lui nửa bước. Quán hồng thương cong thành một nửa hình cung mạnh mẽ khôi phục hình dạng cũ, võ giả luyện cốt đỉnh phong mặc hắc giáp bị Lâm Minh đánh văng ra, mà Lâm Minh thì lại chưa từng lui về sau nửa bước nào. Nếu như lúc bình thường, Lâm Minh một bước lao ra, đâm ra một thương đã tích tụ khí thế cường đại, cho dù không thể một thương đâm chết đối phương, thì cũng có thể làm cho tên này trọng thương. Nhưng hiện tại, Lâm Minh mới vừa muốn lao ra, hai con hung thú tương đương với luyện cốt sơ kỳ cũng một trái một phải liều chớt lao về phía Lâm Minh. Chớt, Lâm Minh hét to một tiếng. Quán hồng thương mạnh mẽ đảo qua, mũi thương bao hàm chân nguyên quét trúng đầu của hai con hung thú chân nguyên lập tức bùng nổ. Đầu của hai con hung thú giống như quả dưa hấu bị đánh nát. Hai thi thể không đầu đổ mạnh xuống đất, máu tươi phun ra như suối. Mượn hung thú kéo dài được một chút thời gian, tên võ giả luyện cốt đỉnh phong bị lâm minh một thương đánh lui kia đã kịp thở ra một hơi hắn dùng côn chống mặt đất mượn sức co giãn của thân côn thân thể vọt tới phía trước hai tay cầm côn mạnh mẽ đập xuống lâm minh mắt thấy một côn này đập tới khóe miệng lâm minh hơi cong lên hắn dung quán hồng thương trong tay nhảy một bước về phía trước mà một bước này lâm minh đột nhiên đạt tới một tốc độ khủng bố kim bằng phá hư khoảng cách dưới chân lâm minh dường như đã mất đi ý nghĩa ngay khi thanh trường côn của tên võ giả luyện cốt đỉnh phong kia đang muốn hạ xuống thì lâm minh đã như thuấn di xuất hiện trước mặt đối phương đâm ra một thương đầu thương trực tiếp xuyên qua cổ họng tên võ giả luyện cốt đỉnh phong kia Chưa thức thì có hàng ngàn hàng vạn nhưng duy nhất chỉ có nhanh là không phá được khi tốc độ nhanh đến mức tận cùng trước khi địch nhân ra tay thì cũng đã rớt chớt được đối phương rồi tên võ giả luyện cốt đỉnh phong kia hiển nhiên là không dự đoán được khi nãy lâm minh không dùng tốc độ cực hạn kết quả là bị lâm minh đâm một thương tử vong Quán Hồng Thương giống như một con rắn độc chui về hang, được thu hồi lại, cổ họng tên võ giả luyện cốt kia xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu, máu chảy như suối. Khi tên võ giả luyện cốt đỉnh phong này chết, các hung thú và võ giả luyện cốt sơ kỳ, thậm chí còn không tới luyện cốt kỳ khác căn bản không thể đấu lại được với Lâm Minh. Bị Lâm Minh dùng lực công kích khủng bố và tốc độ như quỷ mị tấn công, quán hồng thương như thanh đao của tử thần, liên tục gặt lấy tính mạng của những hung thú và võ giả này mà công kích của đám võ giả và hung thú kia thì lần lượt thất bại dưới thân pháp kim bằng phá hư của lâm minh sau khi liên tục rớt chớt mấy con hung thú luyện cốt sơ kỳ lâm minh còn chưa kịp thở ra một hơi lại có năm sáu hư ảnh xuất hiện mà trong năm sáu hư ảnh này đại đa số là võ giả hung thú luyện cốt đỉnh phong mà võ giả cuối cùng mặc bộ áo giáp bạc không ngờ còn đạt tới ngưng mạch kỳ võ giả ngưng mạch kỳ hay sao để cho ta xem một chút hiện tại rốt cuộc ta còn chênh lệch với võ giả ngưng mạch kỳ bình thường là bao nhiêu nhìn thấy võ giả ngưng mạch kỳ xuất hiện chiến ý của lâm minh cháy hừng hực nghe đồn thì thực lực cực hạn của lăng sâm có thể so được với võ giả ngưng mạch kỳ hơi kém mà võ giả giáp bạc này chân nguyên cũng không quá hùng hậu hiển nhiên là vừa mới đột phá ngưng mạch kỳ kinh mạch toàn thân chưa hoàn toàn được đả thông loại võ giả ngưng mạch kỳ này là yếu nhất nếu đổi thành lăng sâm ở đây chưa chắc đã không thể rớt chớt tên này được nhưng nếu lâm minh muốn đối phó với hắn thì cũng rất miễn cưỡng hiện tại quyết định sáng suốt nhất của lâm minh chính là tránh thoát tên võ giả ngưng mạch kỳ này dựa vào tốc độ khủng bố và lực công kích cường đại do luyện lực như tơ mang đến không ngừng lấy tính mạng của hung thú võ giả luyện cốt kia tích lũy điểm số như vậy thì mới có thể làm cho điểm số lên tới mức lớn nhất trên thực tế các đệ tử của thất huyền võ phủ khi gặp phải địch nhân không đối phó được thì đều làm như vậy bao gồm cả trương quan ngọc thác khổ cũng không ngoại lệ hai người đều không thể rớt chớt võ giả ngưng mạch kỳ nên họ so đấu cũng chỉ là xem ai có thể sống sót lâu hơn dưới tay của võ giả ngưng mạch kỳ, rớt chớt được nhiều địch nhân hơn. Thác khổ dựa vào thực lực cường đại của hắn, có thể trốn tránh võ giả ngưng mạch kỳ mà rớt chớt toàn bộ các võ giả luyện cốt kỳ cho nên hắn mới có thể ép được Trương Quan Ngọc một đầu, đứng vị trí thứ hai trên bài danh thạch. Nhưng Lâm Minh lại không làm như vậy, hắn cũng đại khái biết được điểm số cần để tiến vào 10 hạng đầu bài danh thạch. Hắn đã chắc chắn đứng trong 10 hạng đầu rồi, cho dù xếp hạng có cao hơn nữa thì cũng đâu có thêm ý nghĩa gì đâu. Trước kia Lâm Minh còn muốn dựa vào bảng xếp hạng để đi tranh giành tài nguyên, nhưng hiện tại, do Lâm Minh tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm, nên đã có thể hưởng thụ tài nguyên ngang với ba hạng đầu bài danh thạch tại thất huyền võ phủ rồi. Cho nên điểm số đối với hắn mà nói thì chỉ là thứ không cần thiết, chỉ cần đi vào 10 hạng đầu, lấy được trọng huyền nhuyễn ngân thương là đủ rồi. Cứ chỉ né tránh công kích của võ giả ngưng mạch kỳ, đi rớt chớt địch nhân yếu hơn mình, làm như vậy tuy rằng số điểm đạt được sẽ cao nhưng võ giả ngưng mạch kỳ sẽ dần dần tăng lên lâm minh cũng do vậy mà hoàn toàn mất đi cơ hội chớm rớt chính diện với võ giả ngưng mạch kỳ hiện tại điều lâm minh muốn biết không phải là mình sẽ được nhiều nhất là bao nhiêu điểm số mà là đến rốt cuộc mình còn chênh lệch với võ giả ngưng mạch kỳ là bao nhiêu lâm minh căn bản không đi quan tâm các địch nhân khác hắn cầm quán hồng thương trong tay trực tiếp nhằm về phía tên võ giả giáp bạc kia bên ngoài vạn sát trận nén hương thứ sáu đã được đốt đến cuối Kết quả này nằm trong dự kiến của không ít người. Thời gian sau nén hương cũng không lâu lắm, lần trước mộ dung tử tại vạn sát trận khảo hạch cũng kiên trì đến sau nén hương, xếp hạng thứ 28. Nhưng mọi người đều biết, sau nén hương của Lâm Minh khác với những người khác, tốc độ rớt chớt địch nhân của hắn là cực kỳ khủng bố. Nén hương thứ bảy vừa mới được châm, Lâm Minh dường như đã đến gần cực hạn rồi. Lúc này trong vạn sát trận, sắc mặt Lâm Minh đã đỏ rực lên, trên trán mồ hôi nhễ nhại, bị một đám võ giả luyện cốt kỳ kìm chế, giao chiến với võ giả ngưng mạch kỳ áp lực mà hắn phải đối mặt có thể nghĩ mà biết chênh lệch giữa ngưng mạch kỳ và luyện cốt kỳ là rất lớn bởi vì võ giả ngưng mạch kỳ có thể đạt thông kinh mạch toàn thân đây là biến hóa về chất tuy rằng đối thủ mà lâm minh phải đối mặt mới chỉ vừa mới đột phá ngưng mạch kỳ kinh mạch còn chưa hoàn toàn thông suốt nhưng thực lực cũng cực kỳ biến thái nếu không phải có thân pháp kim bằng phá hư lâm minh vừa giao đấu với một võ giả ngưng mạch kỳ còn vừa phải đối mặt với số đông địch nhân vây rớt như vậy chỉ vài hơi thở là sẽ bị bại trận rồi. Nhưng dù vậy, khi thời gian trôi qua, vết thương trên người Lâm Minh dần tăng lên, trên thân bị mười mấy vết thương, mất rất nhiều máu, trong đó có vài vết thương sâu tận xương, thậm chí còn xuyên qua thân thể. Mặc dù Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới bật hơi, hấp khí như lốc xoáy, đồng thời lại có hỗn độn chân nguyên quyết duy trì, nhưng vẫn đã đạt đến cực hạn. Trong lúc này, Lâm Minh cũng từng đâm trúng tên kỵ sĩ giáp bạc kia một thương, tuy rằng chỉ là đâm xuyên áo giáp, bị thương một chút da thịt nhưng chấn động chân nguyên đã truyền vào trong cơ thể tên kỵ sĩ giáp bạc kia rồi nhưng chân nguyên mà lâm minh dùng toàn lực chút xuống thì lại chỉ làm cho đối phương phun ra một ngụm máu vẫn chưa bị trọng thương luyện lực như tơ rớt địch dựa vào chấn động chân nguyên nhưng chân nguyên của võ giả ngưng mạch kỳ là quá dày đặc có thể hóa giải một phần chấn động do luyện lực như tơ mang đến cho nên không thể lập tức đánh chết đối phương được lúc này nén hương thứ bảy đã cháy được gần nửa lâm minh trên vạn sát trận đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn lui ra khỏi ảo cảnh vạn sát trận khảo hạch chấm dứt rốt cuộc lâm minh vẫn không thể rớt chớt tên võ giả ngưng mạch kỳ kia chỉ vẻn vẹn đâm được hắn một thương mà thôi tuy rằng thực lực không bằng nhưng dưới sự hỗ trợ của hỗn độn chân nguyên quyết nên lâm minh cũng không bại trận quá sớm bị đa số võ giả luyện cốt kỳ công kích và kìm chế có thể làm bị thương đến một võ giả ngưng mạch kỳ cho dù tên võ giả ngưng mạch kỳ này chỉ là một tàn ảnh trong vạn sát trận thì thành tích này cũng đủ để kiêu ngạo rồi nếu truyền ra ngoài toàn bộ thiên vận thành đều phải chấn động nhưng sau khi làm bị thương tên võ giả ngưng mạch kỳ kia đối mặt với với đa số võ giả luyện cốt kỳ kìm chế lâm minh bất đắc dĩ ra tay rớt chớt vài tên võ giả và hung thú luyện cốt kỳ kết quả là lại hiện ra một tên võ giả mới vào ngưng mạch kỳ nữa hơn nữa còn mạnh hơn cả tên khi nãy lần này áp lực lên lâm minh tăng mạnh rốt cuộc cũng bị thua lâm minh đi từ trên tế đàn xuống mà ánh mắt của mọi người tại đây đều cùng nhìn lên bài danh thạch bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc lâm minh được xếp hạng nào Tuy rằng số người hâm mộ Lâm Minh là rất nhiều, ví dụ như rất nhiều tiểu sư đệ, tiểu sư muội nhân chi đường cuồng nhiệt ủng hộ Lâm Minh, gần như cho rằng Lâm Minh không gì là không làm được. Nhưng đa số đệ tử lớn tuổi một chút, lý trí một chút, thì vẫn cho rằng hôm nay Lâm Minh chỉ tới làm nóng người thôi, xem mình còn chênh lệch với 10 hạng đầu là bao nhiêu nữa. Phủ chủ của thất huyền võ phủ cho Lâm Minh mục tiêu là 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu, khẳng định không phải là cho loạn, phủ chủ của thất huyền võ phủ là nhân vật cỡ nào. Tất nhiên là hắn đã nhìn ra tiềm lực của Lâm Minh, đoán chắc tốc độ tiến bộ của hắn, cho nên mới bày ra một loạt giải thưởng này. Ba tháng tiến vào 10 hạng đầu, hẳn đã là cực hạn của Lâm Minh rồi. Hơn nữa, nếu Lâm Minh có chút lơi lỏng, mục tiêu trước ba tháng này còn có thể không đạt tới cũng nên. Tên Lâm Minh này rất muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nếu hắn dám đến, thì cũng cách 10 hạng đầu không xa nữa đâu, tháng này không thể tiến vào, thì tháng sau cũng sẽ vào. Một đệ tử thiên tri phủ xếp hạng trước 20 phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói, điểm số càng nhiều, bài danh thạch tính toán càng chậm hiện tại đã vài hô hấp rồi nhưng bài danh thạch vẫn chưa có động tĩnh gì hẳn là đến gần 10 hạng đầu ánh mắt của phủ chủ hẳn là sẽ không sai hắn cho lâm minh mục tiêu trong vòng 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu tất nhiên không phải là cho loạn lão nhân gia hắn có lẽ đã nhìn chuẩn tiềm lực của lâm minh rồi nếu không có gì bất ngờ xảy ra tháng sau thì lâm minh sẽ tiến vào 10 hạng đầu nếu quả thực như vậy việc hắn trong vòng 4 tháng đánh bại trương quan ngọc cũng không phải là không có khả năng 4 tháng đánh bại trương quan ngọc thật là đáng sợ a à. Lâm sư đệ lần này e rằng sẽ vượt qua hai chúng ta rồi, ta hoàn toàn không dám có chút tức giận nào a. À. Người đáp lời cũng là đệ tử trước 20 của thiên tri phủ, cuối năm thì hai người sẽ tốt nghiệp, cùng học 5 năm, cùng nhau tiến vào địa tri đường. Rồi sau đó lại cùng nhau tiến vào thiên tri phủ, là hảo bằng hữu, hai người vốn chỉ đi ngang qua nơi này, biết Lâm Minh đang khảo hạch, nên mới chuyên môn đến xem. Theo bọn họ thấy, Lâm Minh trong vòng 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu đã là chuyện thần thoại rồi, mà hiện tại mới 2 tháng, nếu mà lúc này hắn tiến vào 10 hạng đầu, thì bọn họ thật sự cũng không tìm ra từ gì để hình dung cả. Những từ thiên tài, yêu nghiệt, kỳ tích gì gì đó đều đã được dùng quen trên người Lâm Minh rồi. Ánh mắt bọn họ đã tập trung tại dãy thứ hai trên bài danh thạch, chờ đợi ảo trận hiện điểm số ra. Dãy thứ hai là vị trí của đệ tử xếp trên hạng 10 tại bài danh thạch. Lại vài hô hấp nữa, rốt cuộc trên bài danh thạch xuất hiện một trận rung động, nhưng sự rung động này lại xuất hiện tại dãy thứ nhất trên bài danh thạch. Tên thứ năm và thứ sáu bị một luồng lực lượng đẩy ra, Lâm Minh rõ ràng xuất hiện giữa hai người này. Lâm Minh, xếp thứ 6, thứ 6, thứ 6, hai tên đệ tử thiên tri phủ xếp hạng trước 20 đồng thời cả kinh. Phủ chủ yêu cầu Lâm Minh tiến vào 10 hạng đầu trong vòng 3 tháng. Hiện tại mới 2 tháng, hắn đã đạt tới thứ 6. Đây là đùa hay sao? Đừng nói là hai bọn họ. Mặc dù là đám người hâm mộ Lâm Minh cuồng nhiệt thì cũng đều không nghĩ tới. Lâm Minh chẳng những rớt vào 10 hạng đầu mà còn đứng thứ 6. Thậm chí có tiểu sư muội tại nhân chi đường còn rụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Thất Huyền Võ Phủ cho Lâm Minh các khảo hạch với độ khó lớn tới mức không thể tưởng tượng được, trước 3 tháng tiến vào bài danh thạch 10 hạng đầu, trước 4 tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, trước 5 tháng đánh bại Thác Hổ, trước 6 tháng đánh bại Lăng Sâm. Thậm chí có người còn cho rằng các khảo hạch này căn bản là trêu đùa Lâm Minh, nhưng hiện tại kết quả thì ngược lại. Đối với Lâm Minh mà nói, độ khó khảo hạch của Thất Huyền Võ Phủ là quá thấp, để cho Lâm Minh trước 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu, quá xem thường Lâm Minh rồi. Hiện tại Lâm Minh dùng 2 tháng đã đi vào thứ 6. Đây không phải là đang vẽ mặt hay sao. Cứ như vậy, chuyện Lâm Minh đánh bại Trương Quan Ngọc cũng cực kỳ có khả năng. Về phần khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyền võ phủ, cũng chính là yêu cầu Lâm Minh trước 16 tuổi đạt tới cảnh giới dịch cân đỉnh phong. Theo mọi người thấy, đây không cần phải nghĩ, đối với Lâm Minh mà nói, độ khó của nó là quá thấp. Nói cách khác, mặc kệ Lâm Minh trong tương lai có thể đánh bại thác khổ, lang xâm hay không, thì hắn nhất định sẽ là đệ tử hạch tâm của thất huyền võ phủ chờ khi đạt tới ngưng mạch kỳ lại đi thất huyền cốc tổng tông tu luyện vài năm sẽ dễ dàng đạt tới cảnh giới hậu thiên rồi sau đó chỉ cần lâm minh gật đầu một cái thì sẽ được quay về thiên vận quốc làm thất huyền sứ hoặc phủ chủ thất huyền võ phủ đến lúc đó toàn bộ thiên vận quốc gần như trở thành tài sản của lâm minh muốn gì được nấy đây là vị trí làm cho bao nhiêu người bao nhiêu gia tộc phải đỏ mắt đổ mấu tranh giành a hơn nữa lâm minh còn trẻ tuổi như vậy hoàn toàn có thể trước 30 tuổi, bước vào hậu thiên, tuổi thọ vài trăm năm tùy ý cho hắn tiêu dùng, vô số gia tộc thế lực muốn nịnh bợ hắn, vô số cô gái xinh đẹp muốn được gả hắn, thậm chí có muốn đoạt được công chúa của hoàng thất, cùng với thiên tri kiêu nữ như Bạch Tĩnh Vân, mộ dung tử cũng đều dễ như trở bàn tay. Chẳng những là mỹ nữ lúc này, mà mấy chục năm sau, một trăm năm sau, các mỹ nữ vẫn bị hắn thu hái, điều này còn sung sướng hơn hoàng đế phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Đối với đại đa số nam đệ tử của thất huyền vô phủ mà nói, đây quả thực chính là đỉnh cao của nhân sinh rồi. Lâm Minh nhìn xếp hạng trên bài danh thạch, trong lòng hiểu được, lần này hắn lấy được thành tích đó chính là do mới đột phá dịch cân kỳ. Chân nguyên và lực lượng đều được tăng trưởng mạnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, học xong thần pháp kim bằng phá hư. Trước kia, khi Lâm Minh chiến đấu thì rất ít khi rời bước, mặc kệ đối phương hùng hổ xông tới như thế nào, thì Lâm Minh chưa từng trốn tránh. Đó hoàn toàn là đấu pháp cứng đối cứng, địch mạnh, ta càng mạnh hơn. Trong giao chiến, khi thế của lâm minh vẫn luôn không nhúc nhích vững chắc như núi dường như một sợi xích sắt vắt ngang dòng sông cuồn cuộn chảy sau khi công pháp của lâm minh đại thành đối thủ từng bước lui được lâm minh thì cũng chỉ có chu viêm mà thôi loại đấu pháp này chủ yếu là do lâm minh có lực lượng cường đại chân nguyên hùng hậu am hiểu nhất chính là cứng đối cứng đương nhiên còn có các nguyên nhân khác đó chính là tốc độ của lâm minh cũng không phải là nhanh tốc độ công kích của hắn cũng không chậm nhưng tốc độ thân thể lại chỉ dựa vào bộ pháp cơ sở dù sao thì bộ pháp cơ sở cũng chỉ là cơ sở thân pháp cộng thêm lâm minh căn bản không tập trung gì nhiều vào bản bộ pháp cơ sở này cho nên mặt thân pháp của lâm minh vẫn có trình độ rất hữu hạn nếu lao thẳng lên dựa vào lực lượng thân thể và chân nguyên nồng đậm lâm minh có thể đạt tới tốc độ nhất định nhưng nếu đổi hướng làm ra các động tác phiêu hốt thì hắn tuyệt đối không làm được nhưng kim bằng phá hư lại bù lại chỗ thiếu sót này lĩnh ngộ phong chi ý cảnh bất kể là tốc độ đường thẳng hay là độ linh hoạt của thân pháp lâm minh đều hơn xa võ giả cung cấp thậm chí hắn có thể dừng đột ngột và biến hướng giữa không trung làm ra những động tác hoàn toàn vi phạm quy tắc vật lý hắn có lực lượng thân thể kinh người chân nguyên dày đặc đồng thời còn có sát chiêu khủng bố là luyện lực như tơ nếu còn có thêm tốc độ như quỷ mị vậy thì còn ai địch lại được nữa dùng từ như hổ thêm cánh cũng đều không đủ để hình dung hiện giờ thực lực của ta không biết có kém hơn trương quan ngọc hay không nếu còn kém hơn thì sẽ là kém bao nhiêu nghe nói người thứ tư trên bài danh thạch kém Trương Quan Ngọc mấy vạn điểm. Xếp thứ tư trên bài danh thạch hoàn toàn không cùng cấp bậc với xếp trước ba. Tuy nhiên, lần này Lâm Minh còn chưa cố gắng kiếm nhiều điểm nhất, nếu không thì với thân pháp kim bằng phá hư của hắn, lại rớt thêm vài tên địch nhân cảnh giới luyện cốt nữa, tăng lên mấy vạn điểm, lấy vị trí thứ tư, thậm chí là thứ ba cũng đều rất có thể làm được. Nhưng mà điểm cũng không có nghĩa là tất cả, thậm chí cho dù Lâm Minh có số điểm vượt qua Trương Quan Ngọc thì cũng đều không có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì Trương Quan Ngọc đã rất lâu không tham gia vạn sát trận khảo hạch rồi, nhưng căn cứ vào tình báo của thái tử, hiện tại Trương Quan Ngọc tu luyện hợp hoan thần công, thực lực đã tăng cực mạnh. Tuy nhiên cho dù hiện tại ta không bằng Trương Quan Ngọc, thì ta cũng không cần bao nhiêu thời gian để vượt qua hắn nữa. Phủ chủ thất huyền võ phủ để cho ta trong vòng 4 tháng khiêu chiến Trương Quan Ngọc, ta thấy chỉ cần 3 tháng là được rồi. Lâm Minh căn bản không cho rằng việc mình chiến thắng Trương Quan Ngọc sẽ xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Lâm Minh, chúc mừng ngươi tần hạnh hiên vẫn luôn ở cách tế đàn không xa nhìn thấy bảng xếp hạng trên bài danh thạch nàng liền cười nói cảm ơn lâm minh cũng đơn giản đáp lại một câu chẳng những vào 10 hạng đầu mà còn tới thứ sáu đúng là không nghĩ tới a à. bạch tĩnh vân cũng đi tới chừng mắt nhìn lâm minh nàng cũng không nghĩ tới thực lực của lâm minh lại tiến bộ nhanh như vậy về phần tâm tình của mộ dung tử thì đỡ hơn nàng nhìn bài danh thạch lại từ xa nhìn tần hạnh hiên và bạch tĩnh vân bắt chuyện với lâm minh nhỏ giọng lẩm bẩm châu bò chính là châu bò không thể dùng ánh mắt nhìn người mà đánh giá hắn được. Khảo hạch vạn sát trận đợt thứ hai tiếp tục được tiến hành, nhưng lại không có người nào đi chú ý nữa. Nếu không phải do đệ tử tham gia khảo hạch cần phải nộp chân nguyên thạch từ trước, thì sẽ có vài người không còn muốn tới thì nữa. Ngay khi đợt khảo hạch thứ hai bắt đầu, một lão nhân mặc trường bào màu xanh cười tủm tỉm xuất hiện trên quảng trường vạn sát trận. Lão nhân này xuất hiện vô thanh vô tức, rất nhiều người không chú ý tới khi nào thì hắn xuất hiện, dường như hắn vốn đã đứng ở chỗ này rồi, chỉ là khi nãy mọi người không thấy mà thôi. Lâm Minh đột nhiên cả kinh, là người đầu tiên phát hiện ra lão nhân áo bào xanh này, người na quả thực giống như một âm hồn vậy. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trên người lão nhân này, Lâm Minh cảm giác được khí tức còn cường đại hơn cả mộc dịch. Chào tiền bối, tuy rằng không biết lão nhân là ai, nhưng có thể xuất hiện trong thất huyền võ phủ vào lúc này. Hắn hẳn là một trưởng lão nào đó có thực lực cực cao của thất huyền võ phủ, thậm chí rất có thể là phủ chủ của thất huyền võ phủ. Tần Hạnh Hiên gần như cùng lúc với Lâm Minh, phát hiện ra lão nhân này, nàng nhìn lão nhân, sau đó hơi kinh hãi, lập tức thì lễ. Chào phủ chủ đại nhân, lão nhân cười ha hả, vuốt dầu nói. Đứa nhóc Hạnh Hiên này, đúng là miệng lưỡi ngọt ngào, cái gì mà phủ chủ A, à, ta chỉ là một phó phủ chủ mà thôi. Thất huyền võ phủ có tổng cộng một phủ chủ, hai phó phủ chủ. Tuy nhiên khi Tần Hạnh Hiên thi lễ, hô là phó phủ chủ thì luôn thấy không tự nhiên, cho nên mới đều gọi là phủ chủ. Lâm Minh cũng giật mình, thì ra lão nhân này là phó phủ chủ của thất huyền võ phủ kiểu gì thì lão nhân này cũng có thực lực hậu thiên đỉnh phong chỉ là phó phủ chủ đã có thực lực như vậy phủ chủ khẳng định càng mạnh hơn tuy nhiên dù có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng không có khả năng là tiên thiên phủ chủ hắn cũng là hậu thiên đỉnh phong tuy nhiên cùng là hậu thiên đỉnh phong thực lực cũng có cao có thấp tần hạnh hiên cung kính chào lão nhân này các đệ tử ở đây đều nghe được bọn họ kiểu gì cũng không nghĩ tới lão già đột nhiên xuất hiện này lại là phó phủ chủ của thất huyền võ phủ trong lúc nhất thời những đệ tử này đều luống cuống kích động kính sợ còn có chút hương phấn giống như đám dân chúng đột nhiên thấy hoàng thượng vậy kính sợ đến mức không biết nên thi lễ như thế nào nhưng đồng thời cũng cảm thấy kích động và vinh hạnh dù sao đối với dân chúng mà nói hoàng thượng chính là người trong truyền thuyết đối những đệ tử bậc thấp này mà nói phủ chủ và phó phủ chủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi thậm chí rất nhiều đệ tử thiên tri phủ học cả năm năm mà còn chưa một lần được gặp ba vị phủ chủ này phó phủ chủ tự mình đến đây ư đó chính một trong các phó phủ chủ của võ phủ quả nhiên là cao thủ vừa rồi ta không thể nhận ra hắn xuất hiện như thế nào nữa phó phủ chủ tới làm gì chẳng lẽ là tới chúc mừng lâm minh ư không đến mức đó chứ nếu thực sự như vậy thì mặt mũi tên lâm minh này cũng quá lớn mặc dù tân hoàng đế đăng cơ có thể mời được phủ chủ tham dự đăng cơ đại điển đã cực kỳ không dễ dàng rồi khi mọi người đang suy đoán lão nhân áo xanh bỗng lấy từ trong tu di giới ra một cái hộp cực dài dựng thẳng lên thì còn cao hơn lão nhân này một khoảng lớn, cao chừng một trượng. Thân hộp do đàn mộc chế tạo ra, nhìn qua có chút cổ xưa, lờ mờ tản phát ra mùi gỗ lâu năm. Lâm Minh vừa nhìn thấy cái hộp này, lập tức có phán đoán. Quả nhiên, sau khi lão nhân mở cái hộp ra, bên trong là một cái túi lụa. Trong lớp lụa này có thể nhìn thấy một màu bạc ẩn hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một túi lụa bọc thương. Trọng huyền nhuyễn ngân thương, lão già áo xanh cười tủm tỉm. Tiểu tử, lấy cây thương này ra xem đi lâm minh hít sâu một hơi tháo túi lụa ra cầm trọng huyền nhuyễn ngân thương lên cán thương rơi vào tay lập tức lâm minh cảm thấy từng tia mát lạnh truyền tới giống như dung hợp với mấu thịt mình vậy cảm giác cực kỳ nặng nề cây thương này có tổng trọng lượng tuyệt đối trên ngàn cân thân của thanh trường thương này có màu bạc ngay cả đầu thương cũng có màu bạc mũi thương cao lưỡi mỏng ánh sáng lạnh lẽo lóng lánh vừa nhìn đã biết nó cực kỳ sắc bén cán thương cực kỳ co giãn Tuy nhiên nếu muốn uốn cong nó, thì còn cần lực lượng lớn hơn khi dùng quán hồng thương. Hiển nhiên, thanh trọng huyền nhuyễn ngân này còn có lực đàn hồi mạnh hơn cả tử ô đạn thiết. Vuốt cán thương có chút lạnh này, Lâm Minh có thể cảm giác rất rõ ràng. Trên cán thương có năm mờ nhạt, giống như vằn nước, sờ lên có xúc giác rất vừa tay. Loại văn lộ này cũng không phải là để chống trơn khi cầm thương, mà là do luyện khí sư Minh khắc trận văn trên thân của cây thương. Những trận văn này đã chui vào trong cán thương, giống như Minh văn phù hòa hợp thành một thể với cây thương này chính là nhờ những trận văn này thì cán thương mới có thể rót chân nguyên vào để lưu thông trở thành bảo khí nhân giai trung phẩm còn là bảo khí chưa minh văn lâm minh trong lòng vừa động mình chính là minh văn sư xuất sắc nhất thiên vận quốc minh văn của trọng huyền nhuyễn ngân thương này thì hắn phải cẩn thận cân nhắc một chút tranh thủ tăng uy lực của thương lên mức cao nhất lúc này lão già áo xanh nói khi phủ chủ ra ngoài đã giao thương cho ta chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch sẽ tặng cây thương này cho ngươi cây thương này là do luyện khí tông của thất huyền cốc tạo ra nếu không phải thương là loại vũ khí có tính hạn chế thì đây ít nhất cũng là một kiện bảo khí nhân giai thượng phẩm thương côn cung đều cần độ co giãn mà vũ khí co giãn là thứ khó chế tạo nhất trong các loại bảo khí tuy rằng trọng huyền nhuyễn ngân thương này chỉ là bảo khí nhân giai trung phẩm nhưng giá trị chân chính còn cao hơn bảo kiếm nhân giai thượng phẩm bình thường lâm minh cầm thanh trọng huyền nhuyễn ngân thương này cảm giác yêu thích không nỡ buông tay lão già áo xanh lại nói thanh trọng huyền nhuyễn ngân thương này có tổng trọng lượng là một 200 hai trăm cân cán thương do trọng huyền nhuyễn ngân tạo ra dài chín xích đầu thương do hàn tinh cương chế tạo dài chín tấc tổng cộng chín xích chín tấc là chiều dài cực hạn của thương ở thiên vận quốc thương và mâu khá giống nhau bình thường mọi người đều quen cho rằng dưới một trượng là thương trên một trượng là mâu thương là vũ khí cho các võ giả chiến đấu lúc bình thường còn mâu thì thường dùng trong mã chiến bởi vì mâu thật sự quá dài không cưỡi ngựa thì khó mà thi triển được. Trong quân đội thiên vận quốc thì trang bị tiêu chuẩn là mã chiến mâu, cán mâu dài một trượng, đầu mâu dài 8 tấc, trượng bát mâu là vũ khí nổi danh của một số tướng lãnh. Đầu mâu có các rãnh lấy mấu, có hình rắn, có thể mở rộng miệng vết thương, đó chính là trượng bát xà mâu đại danh đỉnh đỉnh. Độ cao trung bình của nam nhân thiên vận quốc từ 7 xích trở lên, cho nên có người còn cao hơn cả 8 xích. Thương dài 8 xích đã cao bằng thân người võ giả rồi thương dài 9 xích 9 tấc còn cao hơn võ giả cả hai xích. Khi sử dụng thì phạm vi công kích còn lớn hơn nữa, đương nhiên, độ khó khi sử dụng cũng rất cao. 9 là con số lớn nhất, tượng trưng cho tôn quý và lâu bền. Hoàng đế trong phàm nhân thì chỉ có thể xưng ngôi cửu ngũ, mà thượng cổ vũ thần lại có thể xưng cửu cửu trí tôn. Thương là vua của trăm loại binh khí, mà thương dài 9 xích 9 tấc lại là trí tôn trong các loại thương, loại thương này là vương giả trong các binh khí, bình thường. Các luyện khí sư không có vài phần bản sự thì cũng không dám tùy tiện luyện chế trường thương dài 9 xích 9 tắc sợ mình không có đủ năng lực, ảnh hưởng tới số mệnh của bản thân. Cho dù có một vài luyện khí sư nắm chắc luyện chế được, nhưng khi thành thương, cũng thường sẽ tôi vào trong nước lạnh, có bỏ thêm mấu của hung thú cấp 5, dùng để cúng tế, làm giảm sát khí trong thương. Với nội tình thâm hậu của thất huyền cốc, khi tôi thương vào nước lạnh thì nhất định sẽ dùng mấu của hung thú cấp 5, hơn nữa số lượng còn không ít, loại mấu này một lạng trong thiên vận quốc cũng có giá 3 vạn lượng vàng, hơn nữa căn bản không mua được. Lúc trước Lâm Minh vẽ minh thân phù đã tiêu hao hết tài lực thì mới kiếm được hai lạng. Tạ ơn phủ chủ, Lâm Minh dùng hai tay nâng trọng huyền nhuyễn ngân thương, thi lễ thật sâu, cây thương này quả thật quá quý giá, hơn nữa còn cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nhìn Lâm Minh thu thanh trọng huyền nhuyễn ngân thương lại, các võ phủ đệ tử khác đều cực kỳ hâm mộ, tuy rằng mình không dùng đến thương, nhưng võ giả mà thấy binh khí tốt, luôn khó tránh khỏi thèm thuồng. Thử một chút đi, cho lão già ta xem thương kỹ của ngươi thế nào. Lão già áo xanh liếm liếm môi, cười hắc hắc, vâng, lâm minh nâng thương, thở sâu, lui về phía sau một bước. Cánh tay ghim đuôi thương, thanh trọng huyền nhuyễn ngân thương nặng 1.200 cân bị lâm minh chỉ ngang ra. Hiện giờ lực lượng của lâm minh tăng lên nhiều, trọng huyền nhuyễn ngân thương nặng 1.200 cân này đang rất thích hợp với hắn. Cảm thụ sức nặng của thương, lâm minh mạnh mẽ dung thân thương, trọng huyền nhuyễn ngân thương lập tức giống như một con rắn bạc bay múa, đầu thương vốn đang rất ổn định lập tức rung động hoa mắt lực đạo cường đại ẩn chứa trong trọng huyền nhuyễn ngân thương là cực kỳ chí mạng nếu người thường mà chạm đến đầu thương đang rung này sẽ trực tiếp bị chiến lực này đánh bay ra ngoài nếu bị đánh vào ngực bụng thì rất có thể sẽ gãy xương sườn vỡ nội tạng mà chết thương tốt lâm minh tán thưởng một tiếng tay trái đột nhiên vỗ vào chuôi thương mạnh mẽ ngừng thanh thương đang rung động lại sau đó lâm minh bước lên trước một bước khi thế toàn thân bùng nổ trọng huyền nhuyễn ngân thương đâm ra như một tia chớp giao long xuất hải một nhát này lâm minh dùng chấn động chân nguyên của luyện lực như tơ chân nguyên rót vào thân thương lưu chuyển rất thông suốt đây là điều mà thanh thương nửa bảo khí khi trước không thể so được Xoạch, tiếng khí bạo chói tai giống như đao nhọn cắt qua thủy tinh không khí xuất hiện từng về rung động như vằn nước dường như ánh sáng cũng bị vặn vẹo theo đây là do chấn động chân nguyên trong thân thương không có chỗ phát tiết mới vọt vào trong không khí làm cho sóng âm chấn động theo cấp tốc lan ra ngoài ầm giống như một tiếng sét đánh xuống tảng đá cách lâm minh 10 trượng nổ tung các mảnh vụn bay tán loạn mà mũi thương của lâm minh còn cách tảng đá này chín trượng nữa ánh mắt lão già áo xanh sáng lên hảo tiểu tử chân nguyên hóa hình chân nguyên hóa hình là cảnh giới mà võ giả ngưng mạch kỳ mới có các võ giả bình thường tuy rằng có thể phóng ra võ kỹ hoa lệ nhưng đó cũng không phải là chân nguyên hóa hình chân nguyên hóa hình chính trong một lần công kích tùy ý chân nguyên được phóng ra có thể ngưng tụ thực chất một kích tùy ý cũng đều có thể so với một chiêu võ kỹ của võ giả bình thường. Điều này yêu cầu chân nguyên của võ giả phải cực kỳ dày đặc, bình thường thì chỉ có võ giả ngưng mạch kỳ mới có thể làm được. Mà hiện tại Lâm Minh vừa mới bước vào dịch cân kỳ, làm sao mà lão già áo xanh lại không sợ hãi cho được. Chẳng những lão nhân áo xanh mà hai vị trưởng lão họ tôn, từ, Tần Hạnh Hiên và một vài cao thủ tại đây đều chú ý tới chân nguyên hóa hình của Lâm Minh. Đối với Tần Hạnh Hiên, một chiêu chân nguyên hóa hình này thì càng làm cho nàng giật mình hơn việc lâm minh chiếm được vị trí thứ sáu trên bài danh thạch võ giả dịch cân kỳ có thể đạt tới cảnh giới chân nguyên hóa hình theo tần hạnh hiên thấy thì là điều gần như không thể tưởng tượng được hiện giờ nàng đã là luyện cốt kỳ nhưng còn chưa có năng lực này lâm minh tu luyện như thế nào mà được như vậy không linh võ ý của hắn thật sự mạnh như vậy hay sao các đệ tử còn lại không thể nhìn ra huyền cơ trong một thương này của lâm minh tuy nhiên điều đó cũng không trở ngại cho việc ngạc nhiên thán phục với uy lực của một thương này thương khí ly thể đây là thương khí rồi không đây nhất định thương mang trong truyền thuyết ngươi thì biết cái gì cái này gọi là thương cương thương khí thương mang kiếm khí kiếm quang và các loại mô tả khác đối với các đệ tử bậc thấp thì đều có chút mơ hồ tóm lại thì bọn họ chỉ biết rằng chúng rất mạnh là được lâm minh đâm ra một thương nhìn tảng đá vỡ nát kia trong lòng cực kỳ hưng phấn một thương này không phải là do hắn cố ý đâm ra sau khi đột phá tới dịch cân kỳ Tuy rằng Lâm Minh đạt tới cảnh giới Chân Nguyên Hóa Hình, nhưng cũng không thể dùng nó để rớt địch được, nhưng hiện tại, bởi vì có bảo khí nhân giai trung phẩm, Lâm Minh mới có thể lần đầu tiên phóng ra chân nguyên, không cần chạm vào đối phương mà vẫn công kích tới địch nhân. Dựa vào chân nguyên để công kích từ xa thì cũng không khó, các võ giả bình thường chỉ cần học tập võ kỹ cũng có thể làm đến một bước này. Nhưng cho tới giờ thì Lâm Minh còn chưa học qua bất kỳ võ kỹ công kích nào, mà hiện tại, chỉ cần hắn có đủ chân nguyên thì sẽ có thể đánh ra từng chiêu giống với võ kỹ vẻn vẹn chỉ đâm ra một thương lâm minh vẫn còn chưa hết nghiện chân nguyên rót vào trong trọng huyền nhuyễn ngân thương có cảm giác như cá gặp nước làm cho lâm minh vô cùng sảng khoái lúc này khí thế toàn thân hắn đang lên cao thu một thương lại lâm minh mạnh mẽ đẩy ra tay phải liên tục đâm ra bạo vũ lê hoa bạo vũ lê hoa thương là một chiêu trong thương quyết cơ sở xuất thương như mưa to đánh xuống hoa lê dày đặc không lọt nước không vào được thương ảnh hoàn toàn trở nên mơ hồ bởi vì tốc độ khủng bố sinh ra tiếng khí bạo bé nhọn ù ù vang lên xung quanh mảnh thương ảnh này có thể thấy từng cơn sóng gợn bất kỳ thứ gì mà tới gần thì đều bị luồng khí chấn động với tốc độ cực cao này xé nát lâm minh đâm liên tiếp mấy trăm thương lúc này mới phát tiết ra khí thế vừa tích lũy khi nãy ngân thương thù lại lâm minh âm thầm mừng rỡ bảo khí nhân giai trung phẩm quả nhiên là cường đại không giống bình thường nếu cộng thêm minh văn thuật uy lực của cây thương này sẽ tăng lên gần năm thành lâm minh đã rất khẩn cấp muốn chiến một trận cùng trương quan ngọc Lâm Minh đạt được thành tích thứ 6 tại vạn sát trận, tin tức này giống như một quả bom, chỉ vẻn vẹn một ngày đã truyền khắp thiên vận thành. 3 tháng tiến vào 10 hạng đầu bài danh thạch, 4 tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, 5 tháng đánh bại Thác Hổ, 6 tháng đánh bại Lang Sâm. Khảo hạch liên tiếp này đều bị người khác coi là khó như lên trời nhưng hiện tại, Lâm Minh chỉ dùng 2 tháng mà đã hoàn thành hạng đầu tiên, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức, đạt vị trí thứ 6 trên bài danh thạch. Như vậy thì sau 4 tháng, hắn có thể đánh bại Trương Quan Ngọc hay không? sau năm tháng lại đánh bại được thác khổ hay không đây sau tháng sau sẽ tiện đà khiêu chiến Lăng sâm hay sao trương quan ngọc thác khổ còn chưa tính là gì nhưng lang sâm lại được công nhận là vô địch cùng giai trong thiên vận quốc thậm chí có thể là đệ nhất nhân giới ngưng mạch kỳ tại thiên vận quốc chỉ bước nửa bước vào cảnh giới luyện cốt đã có thực lực so được với võ giả ngưng mạch kỳ nếu lâm minh mà chiến thắng Lăng sâm thì sẽ đánh vỡ thần thoại vô địch cùng giai của lang sâm như vậy thì thực lực của hắn ít nhất cũng tương đương với võ giả mới vào ngưng mạch kỳ Tu vi dịch cân kỳ đã có thực lực ngưng mạch kỳ, hơn nữa Lâm Minh còn trẻ tuổi như vậy, tốc độ tu luyện còn khủng bố hơn nữa, lại cho hắn thêm vài năm, hắn có thể đột phá cảnh giới luyện cốt, cảnh giới ngưng mạch hay không? Đợi sau khi Lâm Minh đến cảnh giới ngưng mạch, hắn có thể đánh bại cả cao thủ Hậu Thiên, tiện đà vấn đỉnh vị trí đệ nhất trong giới võ đạo tại Thiên Vận quốc hay không đây? Như vậy, chờ khi Lâm Minh đến Hậu Thiên, thậm chí là Hậu Thiên đỉnh phong thì sao? Với tốc độ tu luyện của Lâm Minh, trước khi hắn tới 30 tuổi, đạt tới hậu thiên thì cũng không khó như vậy chờ hắn đến hậu thiên đỉnh phong hắn có phải sẽ sánh được với cao thủ tiên thiên hay không nghĩ đến đây rất nhiều người đều không dám nghĩ tiếp nữa đối với mọi người mà nói tiên thiên chính là một truyền thuyết mặc dù trong thất huyền cốc có cao thủ nhiều như mây thì cao thủ tiên thiên cũng có địa vị hết sức quan trọng bất kể là thất huyền sứ hay là phủ chủ thì đều chỉ là hậu thiên đỉnh phong mà thôi tuy rằng địa vị của họ cao hơn hoàng đế thiên vận quốc nhưng khi nhìn thấy hoàng đế thì vẫn cần lễ kính ba phần khi hạ mệnh lệnh thì cũng cần dùng giọng điệu thương lượng nhưng cao thủ tiên thiên thì lại khác hắn lại có thể trực tiếp phế bỏ hoàng đế lập hoàng đế mới không nghe theo mệnh lệnh ư trực tiếp rớt vào hoàng cung lấy đầu của hoàng đế nhà ngươi cao thủ tiên thiên ai dám ngăn cản cho dù biết rõ là hắn rớt hoàng đế thì ai có năng lực đi truy cứu đây cao thủ tiên thiên đặt trong giới thế tục hoàn toàn là kẻ có thể đánh vỡ thế cân bằng nếu một quốc gia có một cao thủ tiên thiên như vậy thì nước láng giềng còn không có dũng khí giao chiến với nước này nữa nếu thật sự có chiến tranh ngay ngày đầu tiên toàn bộ các tướng quân lãnh binh đều chết trong doanh trại ngày hôm sau thì hoàng đế cũng chết trong hoàng cung vậy thì còn đánh như thế nào nữa nếu lâm minh có một ngày đạt tới thực lực so bằng tiên thiên như vậy thì hắn chính là kẻ thống trị thiên vận quốc khi tin tức lâm minh xếp thứ sáu trên bài danh thạch bị truyền ra thái tử tất nhiên nhận được truyền âm phù báo cáo tình huống của lâm minh ngay lập tức Thành tích của Lâm Minh làm cho hắn ngạc nhiên vui mừng, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ tới, với tình huống hiện tại của Lâm Minh, 4 tháng sau đánh bại Trương Quan Ngọc thì càng lúc càng có khả năng hơn, với tính tình của Trương Quan Ngọc thì làm sao có thể cam tâm được. Thất Huyền Võ Phủ giống như một chuồng thú, bỏ tất cả thiên tài vào trong, sau đó sẽ giống như đầu thú, bỏ một vài con thú có thể chất tốt vào cùng một lồng sắt, cho ăn cho uống đầy đủ, chính là để cho chúng chớm rớt lẫn nhau, cuối cùng chọn ra thú vương. Mà hiện giờ, phủ chủ yêu cầu lâm minh trong vòng 4 tháng đánh bại trương quan ngọc là để cho trương quan ngọc làm đá mài giao cho lâm minh nếu tâm tính của trương quan ngọc là đạm bạc hoặc là võ giả có tính tình đặc biệt cứng cỏi thì sẽ không quá quan tâm bị đánh bại thì thôi không có gì quan trọng cả nhưng mà tính tình của trương quan ngọc lại rất cố chấp e rằng sẽ không dễ dàng nhận thất bại như vậy hơn nữa trận chiến đấu này còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy nữa trương quan ngọc có thể sẽ áp dụng thủ đoạn gì đó hay không đây dương lâm nghĩ tới đây khẽ nhíu mày Lan Vân Nguyệt ở ngay trong phủ đệ của hắn, hắn có thể đảm bảo Lan Vân Nguyệt được an toàn, còn cha mẹ của Lâm Minh ở Thanh Tang Thành Lâm Gia cũng được bảo hộ rất kỹ, sẽ không có vấn đề gì. Về phần bản thân Lâm Minh thì hắn càng không dám động vào. Như vậy thì Trương Quan Ngọc còn có thể làm gì đây? Lúc này, tại liên hợp thương hội, sắc mặt Trương Quan Ngọc âm trầm, ngồi nghiêng trên ghế, bên cạnh hắn có hai thị nữ trang điểm xinh đẹp đang nơm nớp lo sợ đứng hai bên. Trên thực tế, từ lúc Lâm Minh đi vạn sát trận khảo hạch, thì Trương Quan Ngọc đã chiếm được tin tức rồi, hắn hoàn toàn có thể chạy tới xem Lâm Minh khảo hạch. Tuy nhiên đối với chuyện náo động của Lâm Minh này, tất nhiên là Trương Quan Ngọc không có chút hứng thú nào. Ngay khi Lâm Minh chấm dứt khảo hạch, thì Trương Quan Ngọc đã thu được truyền âm phủ, trong vòng 2 tháng, đạt tới vị trí thứ 6 vạn sát trận. Thành tích này làm cho Trương Quan Ngọc thấy bất an, tuy rằng thứ 3 và thứ 4 trên bài danh thạch căn bản không cùng một cấp bậc, thực lực của Trương Quan Ngọc gần đây lại tiến bộ rất dài, nhưng tốc độ tiến bộ của Lâm Minh càng khủng bố hơn, sau hai tháng nữa có trời mới biết hắn lại tiến bộ bao nhiêu nữa hiện tại trương quan ngọc có cảm giác như đâm lao phải theo lao vậy thiếu gia ngài tìm ta người trung niên luyện tạng kỳ là thủ hạ của trương quan ngọc đi vào phòng sau đó thì lễ hắn cũng biết chuyện lâm minh tiến vào vị trí thứ sáu trên bài danh thạch đối với kết quả này hắn chỉ có thể thở dài hai tháng trước hắn đã không tán thành trương quan ngọc đi trêu chọc lâm minh rồi nhưng việc mà trương quan ngọc muốn làm thì đâu có chỗ cho hắn khoa tay múa chân cơ chứ hiện tại đã đắc tội với lâm minh rồi có thu tay lại thì cũng đã chậm hơn nữa với tính cách của trương quan ngọc thì khẳng định cũng sẽ không thu tay lại nếu thiếu gia tiếp tục tùy hứng mà làm như vậy thân phận người thừa kế liên hợp thương hội này e rằng sẽ không có duyên với thiếu gia rồi trưởng lão hội sẽ không chọn một người có tính cách cực đoan làm người trèo lại thương hội đâu người trung niên âm thầm lắc đầu đương nhiên loại ý nghĩ này thì hắn không dám nói ra trương quan ngọc vẫn ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm không nói một lời. Trương Quan Ngọc đương nhiên hiểu được loại người nào là thích hợp nhất để làm kẻ trèo lái liên hợp thương hội trong tương lai. Tuy nhiên từ sau khi tu luyện hợp hoan thần công, Trương Quan Ngọc đã không còn quá hứng thú với vị trí đó nữa. Thứ mà hắn theo đuổi chính là thanh xuân vô hạn và dương tinh không bao giờ cạn. Thân phận cầm lái liên hợp thương hội này có quá nhiều việc vướng chân, ngược lại còn ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Giúp ta liên hệ vân thân vương và âu dương địch hoa của thất huyền cốc, ta muốn gặp bọn họ. Trương Quan Ngọc trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói. Vân Thân Vương cùng Âu Dương Địch Hoa. Người trung niên hơi ngạc nhiên, ngay sau đó đã hiểu được, Trương Quan Ngọc muốn tìm hỗ trợ, Vân Thân Vương chắc chắn là địch nhân của Lâm Minh. Xưa nay thì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trước giờ, những chuyện liên quan đến tranh giành ngôi vị thì liên hợp thương hội đều giữ thái độ trung lập, tuyệt đối không ngả về bất kỳ một bên nào, nhưng lần này, Trương Quan Ngọc lại chuẩn bị nghiêng về phía thập hoàng tử rồi. Về phần Âu Dương Địch Hoa, người này là đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão Âu Dương Bác duyên của Hợp Hoan Tông tại Thất Huyền Cốc. Trên thực tế, thiên phú của Âu Dương Địch Hoa trong số đệ tử thất huyền cốc cũng không quá xuất chúng, 22 tuổi mới đạt tới ngưng mạch kỳ. Hiện giờ lại qua 2 năm, vẫn chưa thể đi vào ngưng mạch kỳ đỉnh phong, hắn có thể làm đệ tử thân truyền, chủ yếu do hắn là cháu ruột của tam trưởng lão Âu Dương Bác Duyên. Có thân phận này, đừng nói là hoàng đế các nước, cho dù là thất huyền sứ và phủ chủ tại các quốc gia, khi thấy Âu Dương Địch Hoa thì cũng cần lễ kính vài phần. Mấy năm nay Âu Dương Địch Hoa dùng lý do tu luyện hợp hoan thần công, rời khỏi thất Huyền Cốc, đến các quốc gia gần đó để lịch lãm, cái gọi là lịch lãm, kỳ thật chính là săn bắt và hưởng dụng mỹ nữ của các quốc gia này. Âu Dương Địch Hoa khá là an tạp, tuy nhiên thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn chỉ là hai loại, loại thứ nhất là thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc, loại thiếu nữ này có khí chất xuất chúng, nội tâm cao ngạo, Âu Dương Địch Hoa thích nhất chính là lột đi vẻ ngoài cao ngạo của các cô gái này, nhìn họ chuyển từ thánh khiết sang dâm phụ dưới háng của hắn. Loại thứ hai chính là con cái rượu của các gia đình giàu có loại nữ nhân này cực kỳ thanh thuần động lòng người có một luồng khí tức tươi mát âu dương địch hoa rất thích hưởng thụ hương thơm xử nữ trên người những cô gái này liên hợp thương hội mà trương quan ngọc đang ở có quen với tam trưởng lão âu dương bác duyên của thất huyền cốc hợp hoan tông hợp hoan thần công mà trương quan ngọc đang tu luyện cũng nhận được từ tay âu dương bác duyên đương nhiên vì nó mà liên hợp thương hội cũng phải trả ra một cái giá không nhỏ chút nào năm ngày sau tại kinh thành của thần phong quốc cách thiên vận quốc ba vạn dặm trương quan ngọc khoanh tay đứng trong đại sảnh trên mặt không có chút kiêu căng nào, mà trước người hắn là một nam nhân khoảng 20 tuổi, lười nhác nằm trên giường, mà trong lòng hắn còn đang ôm một mỹ nhân nữa. Trên người mỹ nhân này khoác hờ một tấm da thú, khi nam nhân này táy mi tay chân, thì tấm da thú này ngẫu nhiên lộ ra một chút cảnh xuân bên trong, hiển nhiên, bên dưới tấm da này thì nàng đã hoàn toàn khỏa thân. Trương Quan Ngọc, ngươi nói thật đi, lại có chuyện gì tìm ta hỗ trợ sao? Nam nhân này chính là Âu Dương Địch Hoa, mấy ngày nay hắn đều ở trong thần phong quốc vừa hưởng thụ mỹ nữ vừa chung kích hợp hoan thần công tầng thứ ba viên mãn sau khi trương quan ngọc biết được âu dương địch hoa ở thần phong quốc đã điều động thần phong điêu dùng 5 ngày chạy ba ngàn dặm đường chuyên môn đến bái phỏng âu dương địch hoa trương quan ngọc lấy từ trong tu di giới ra một bức tranh cung kính đưa cho nam nhân này nam nhân này mở ra thấy trong bức tranh là một mỹ nữ khoảng 15, 16 tuổi xinh đẹp động lòng người khó được nhất chính là trên người nàng còn lờ mờ tản ra một khí chất thanh thuần và cao quý làm cho người ta chỉ hận không thể lập tức chiếm lấy làm của riêng. Cô gái trong bức tranh này chính là Lan Vân Nguyệt, không tồi, Âu Dương Địch Hoa sáng mắt lên. Hắn thích nhất chính là loại thiên kim tiểu thư và thiếu nữ thanh thuần, mà nữ nhân trên bức họa này dường như có cả hai loại khí chất kia. Người ở đâu? Âu Dương Địch Hoa đi thẳng vào chủ đề. Trương Quan Ngọc khẽ do dự nói, "Ở phủ thái tử Thiên Vận quốc." Âu Dương Địch Hoa khẽ sừng sốt, ngay sau đó cười nói, "Trương Quan Ngọc" Thiên vận quốc thái tử có phải đắc tội ngươi hay không vậy, cô gái này là tiểu thiếp của thái tử ư, ngươi muốn mượn tay ta để cho thái tử chịu thiệt ư, tuy rằng ta không sợ một thái tử nho nhỏ, nhưng ta cũng không muốn bị lợi dụng như vậy. Hơn nữa nếu cô gái này đã bị thái tử thu làm thị thiếp thì hứng thú của ta cũng không lớn nữa." Trương Quan Ngọc nói: "Công tử hiểu lầm rồi, cô gái này tuyệt đối còn là xử nữ, hơn nữa, cô gái này sinh vào tháng âm, năm âm, khi trước ta đã sai gia tộc tập hợp thuần âm thập nhị tử C Âu Dương công tử hỗ trợ công tử đột phá thần công tầng thứ tư cô gái này có thiên phú tam phẩm thượng đẳng vừa đúng lúc là vật dẫn cho thuần âm thập nhị tử hiện tại thủ hạ của ta sưu tập thuần âm thập nhị tử đã có một chút thu hoạch nhất định rồi nga âu dương địch hòa nói thuần âm thập nhị tử hắc hắc ngươi đúng là có lòng tốt a à? cách tính thời gian của thiên diễn đại lục dựa vào thiên can và địa chi kết hợp 10 thiên can 12 địa chi số lẻ là dương số chẵn là âm âm dương đều chiếm một nửa cho nên cô gái sinh ra vào tháng âm Năm âm thì có rất nhiều, Lan Vân Nguyệt vừa đúng lúc là một trong số đó. Tuy nhiên nếu muốn gom đủ thuần âm thập nhị tử thì lại phi thường khó khăn, cô gái thứ nhất cũng chính là vật dẫn, là khó tìm nhất, nhưng sau cô gái này, toàn bộ phải căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của cô gái đầu tiên làm vật dẫn kia để tính toán ra thời gian sinh ra cần tìm, kết quả sẽ càng lúc càng khó tìm hơn. Hơn nữa càng khó chính là những cô gái này phải có thiên phú tam phẩm trở lên, người có thiên phú tam phẩm thì chỉ chiếm 1% cửa này lại phải loại bỏ rất nhiều nữ nhân. Cuối cùng, thuần âm thập nhị tử phải đều là mỹ nữ dưới 20 tuổi, hơn nữa còn phải là xử nữ. Đầu tiên khi luyện công là phải sảng khoái tinh thần, khí tức thông thuận, nếu cô gái này có dung mạo quá xấu. Người luyện công nhìn đã không thể dương lên nổi, thì dựa vào họ để đột phá bình cảnh của công pháp thế nào được nữa. Mỹ nữ là xử nữ, thiên phú tam phẩm, dưới 20 tuổi, còn phải có ngày giờ sinh đúng yêu cầu, khiến cho việc gom đủ thuần âm thập nhị tử là cực kỳ khó khăn. Có đệ tử hợp Hoan Tông thử tìm thuần âm thập nhị tử, kết quả là sau nhiều năm vất vả mới tìm được cô gái cuối cùng, kết quả là cô gái đầu tiên lại đã vượt quá 20 tuổi rồi. Nhưng nếu nói về việc tìm kiếm thuần âm thập nhị tử này thì liên hợp thương hội lại có ưu thế không gì sánh nổi. Liên hợp thương hội gần như liên quan đến tất cả các lĩnh vực buôn bán, trong đó có một loại rất béo bở, đó là thu mua dân cư. Tại thiên diễn đại ục, mua bán dân cư rất thông dụng, rất nhiều người nghèo không nuôi nổi con sẽ bán con đi, bình thường thì nha hoàn, tiểu thiếp sai vật, thái giám đều có xuất thân như vậy, hơn nữa khi hành quân đánh trận, có vô số tù binh, dân chạy nạn, đám người này cũng thường rơi xuống cảnh làm người hầu, nô lệ. Liên hợp thương hội phụ trách mua bán dân cư của vài quốc gia, tìm ra vài cô gái trong vô số đám nha hoàn kia, nên việc kiếm đủ thuần âm thập nhị tử là dễ dàng hơn nhiều. Lúc trước, liên hợp thương hội chỉ trong vòng vài năm đã lần lượt gom đủ hai bộ thuần âm thập nhị tử, tổng cộng 24 người, hiến cho Tam trưởng lão Âu Dương Bác xuyên của Hợp Hoan Tông cho nên mới đổi được hợp hoan thần công do Âu Dương Bác Duyên truyền xuống. Thuần âm thập nhị tử, ngươi kiếm được bao nhiêu rồi? Âu Dương Địch Hoa có chút động tâm, nếu được thải bổ bằng thuần âm thập nhị tử, thì thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước rất lớn. Đã tìm được 6 người, Trương Quan Ngọc đang nói bừa, kỳ thật mấy ngày trước hắn mới xác định Lan Vân Nguyệt là vật dẫn. Cần phải căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của Lan Vân Nguyệt để đi tìm các nữ nhân khác phù hợp với điều kiện, điều này nói dễ hơn làm a. À. Mệnh lệnh vừa mới được truyền xuống, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ tìm được một vài người, các cô gái ban đầu thì còn đỡ, càng tới sau thì càng hà khắc hơn. Sáu người hừ, ta mặc kệ là thật hay là giả, một năm sau, ta muốn nhìn thấy thuần âm thập nhị từ đầy đủ. Dung mạo và thiên tư tuy rằng không cần phải cao hơn nữ nhân trong bức tranh này, nhưng cũng không thể quá kém. Dung mạo và thiên tư tam phẩm thượng đẳng của Lan Vân Nguyệt tổng hợp lại, đặt trong các bình dân, tuyệt đối là vạn người chọn một, nếu muốn tập hợp đủ 12 nữ nhân có chất lượng như vậy, lại còn phù hợp với ngày sinh tháng đẻ, trường hợp căn bản là điều không có khả năng cho nên âu dương địch hoa chỉ đành hạ thấp yêu cầu xuống công tử cứ yên tâm tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ ân nói đi âu dương địch hoa đã sớm đoán được trương quan ngọc hôm nay đến để cầu hắn làm gì đó nếu không thì làm sao tên này lại vô duyên vô cớ đi giúp hắn gom đủ thuần âm thập nhị tử được điều này cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi tìm ta muốn chính thức trở thành đệ tử ký danh của âu dương trưởng lão hy vọng công tử giúp ta nói tốt vài câu đệ tử ký danh sao Âu Dương Địch Hoa khẽ do dự, thiên phú của Trương Quan Ngọc vừa mới qua ngũ phẩm, nếu muốn trở thành đệ tử ký danh của trưởng lão Thất Huyền Cốc thì vẫn có chút chênh lệch. Tuy nhiên thế lực phía sau tên Trương Quan Ngọc này lại rất cường đại trong thế tục, nếu thúc thúc của hắn thật sự thu tên này làm đệ tử ký danh thì sẽ thuận tiện hơn không ít. Nghĩ đến đây, Âu Dương Địch Hoa nói, thúc thúc của ta đang bế quan, chờ một tháng sau hắn xuất quan, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn, về phần hắn có thu hay không thu ngươi, trông vào ý tứ của lão nhân gia mà thôi trương quang ngọc vui vẻ nói cảm ơn đừng vội cao hứng ta là người ân oán rõ ràng thu chỗ tốt của ngươi nếu có phiền toái thì ta có thể ra tay giúp ngươi một chút tuy nhiên thúc thúc của ta rốt cuộc có thể truyền thụ công pháp cao cấp cho ngươi hay không thì cũng không phải là điều mà ta có thể ảnh hưởng tới được những điều này thì ta hiểu được nếu công tử thuận tiện hay là đi theo ta tới thiên vận quốc đến gặp nữ nhân trong bức tranh kia xem có phù hợp với tâm ý của công tử hay không thứ hai là công tử hoàn toàn có thể ở lại thiên vận quốc các nữ nhân mà công tử cần để tu luyện thì ta sẽ sai người tìm tới cho công tử tuyệt đối cam đoan làm cho công tử hài lòng âu dương địch hoa chớp mắt đi tới thiên vận quốc thì cũng không tồi thần phong quốc thì hắn đã chơi chán rồi cũng nên thay đổi khẩu vị một chút hơn nữa tiểu cô nương họ bạch thiên phú tứ phẩm thượng đẳng mà khi trước hắn nhìn chúng cũng ở thiên vận quốc lần này đi tới đó vừa đúng lúc thu lấy luôn nghĩ tới đây âu dương địch hoa cười dâm nãng tốt ta đi cùng ngươi một chuyến được âu dương địch hoa trả lời khẳng định khóe miệng trương quan ngọc nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm mà dữ tợn lâm minh a à, lâm minh lần này ta xem ngươi sẽ làm được gì bây giờ thiên phú của ngươi có lợi hại đi nữa ta không so được với ngươi nhưng âu dương địch hoa thì sao ngươi có bản lĩnh để đối phó với hắn hay sao ta muốn nhìn một chút xem ngươi phản kháng âu dương địch hoa như thế nào rồi sau đó bị âu dương địch hoa đạp chất như thế nào bốn tháng sau ngươi muốn thắng ta ư ta sẽ bức ngươi phải quyết chiến trong vòng ba tháng ta sẽ dùng tuyệt sinh bạch cốt kiếm chặt đứt khí huyết của ngươi cho ngươi tàn tật cả đời, ta xem ngươi còn duy trì thần thoại thiên tài như thế nào được nữa. Ân yến hội của hoàng thượng ư? Lâm Minh vừa mới nhận được truyền âm phù của thái tử, 10 ngày sau thì hoàng cung sẽ tổ chức yến hội long trọng. Anh tài khắp nơi tụ tập, hơn nữa còn có nhân vật trọng yếu của Thất Huyền Cốc tới, muốn Lâm Minh tới tham gia, nhân vật trọng yếu của Thất Huyền Cốc ư? Lâm Minh hơi trầm ngâm, nói thật ra, hắn còn chưa từng gặp người của Thất Huyền Cốc lần nào. Tuy rằng không quá thích yến hội như vậy, nhưng lâm minh trở thành chuẩn đệ tử hạch tâm của thất huyền võ phủ hiện giờ người của thất huyền cốc tới về tình về lý thì hắn đều phải tham gia không riêng gì lâm minh một thế hệ trẻ tuổi có thực lực thân phận hiển hách tại thiên vận thành thì đều nhận được giấy mời bao gồm cả tần hạnh hiên bạch tĩnh ven mô dung tử lăng sâm thác khổ và các đệ tử hạch tâm khác của thất huyền võ phủ nữa mấy ngày này thiên vận thành bắt đầu tổng vệ sinh toàn thành dọn dẹp đường xá kênh mương vườn hoa hai bên đường dợp bóng cây cối đủ loại màu sắc Lâm Minh đắm chìm trong tu luyện, không nhận ra rằng lần yến hội này là nhằm vào hắn mà đến. Lúc này, vầng trăng sáng treo trên cao, bầu trời đêm trong vắt, Lâm Minh cầm chuôi trọng huyền nhuyễn ngân thương, cánh tay song song với cán thương, khuỷu tay ép vào, trọng huyền nhuyễn ngân thương dài 9 xích 9 tấc, nặng 1200 cân, cứ như vậy mà bị Lâm Minh cầm vững ngang ra, trên đầu mũi thương được đặt một chén đầy nước, mặt nước không có một tia sóng gợn nào. Tư thế này đã được Lâm Minh luyện tập vô số lần là thức mở đầu của thương quyết cơ sở thiết kiểu lan giang lâm minh vẫn luôn nhắm mắt các đơn nguyên cực nhỏ trên toàn thân được điều tiết đến một tần suất kỳ dị lúc này trong nội tâm hắn hoàn toàn là không linh không có chút tạp niệm nào thân thể như một tảng đá dưới ánh trăng gió đêm khẽ thổi qua từng chiếc lá cây dập dờn rơi xuống một con đom đóm lớn bằng hạt đậu xanh lặng lẽ đậu trên mũi thương trên miệng chén nước một vòng gợn sóng nhỏ gần như không thể nhìn thấy đang lan ra sau đó lâm minh chậm rãi mở mắt năm ngày nay hắn đã hoàn toàn dung hợp với trọng huyền nhuyễn ngân thương làm một thanh thương này giống như cánh tay kéo dài của hắn cho dù là một con côn trùng nhỏ đậu lên thì hắn cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng con đom đóm này vẫn hồn nhiên không phát hiện tiếp tục uống nước mãi cho tới no nê thì mới vỗ cánh bay đi còn lâm minh thì lại tiếp tục tiến vào không linh võ ý vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết hiện giờ lâm minh đã thuần thục không linh võ ý hơn trước nhiều có thể tiến vào và tỉnh lại vào bất kỳ lúc nào không còn giống như trước kia nữa một khi tiến vào không linh võ ý ngay cả canh giờ cũng không biết chậm rãi tốc độ lưu chuyển chân nguyên toàn thân lâm minh càng lúc càng nhanh mà mỗi lần chân nguyên lưu chuyển đến gần trái tim lại có một chút chân nguyên âm thầm bị giữ lại ngưng lại không thoát đi chân nguyên càng tích lũy thì càng nhiều bắt đầu chậm rãi xoay tròn dần dần một tinh thể chân nguyên lớn bằng hạt gạo đang chậm rãi ngưng tụ trong chân nguyên lốc xoáy do tinh thể hình thành nên tốc độ vận chuyển của chân nguyên lại nhanh hơn vài phần lờ mờ đến gần cực hạn của hỗn độn chân nguyên quyết tầng thứ hai hỗn độn chân nguyên quyết tầng thứ hai sắp đại thành khi hỗn độn chân nguyên quyết có tiến bộ cơ ừ, xương toàn thân lâm minh bắt đầu chậm rãi chấn động theo các đơn nguyên cực nhỏ trong người cũng chấn động tần suất nhất trí tuy rằng lâm minh đã sớm học xong luyện lực như tơ nhưng vẫn chưa từng có được cảm giác như ngày hôm nay biết được rõ ràng từng luồng chân nguyên hóa thành sợi tơ trong cơ thể mình thậm chí hắn còn có thể cảm giác ra số lượng cụ thể của các sợi tơ này có khoảng năm sợi tơ chân nguyên trong đầu lâm minh hiện ra con số này luyện lực như tơ của hắn còn trong giai đoạn cơ sở có thể phân hóa ra năm ngàn sợi tơ chân nguyên nếu năm ngàn sợi tơ nhỏ này cùng đánh vào một khối đá về lý luận thì có thể tạo thành năm ngàn điểm phá hoại nếu những điểm phá hoại này cùng bùng nổ thì tảng đá sẽ bị vỡ ra thành mấy ngàn khối nếu mục tiêu là người thì sẽ là tan xương nát thịt tuy rằng hỗn độn chân nguyên quyết và luyện lực như tơ đồng thời tiến bộ nhưng trong lòng lâm minh vẫn giữ trạng thái không vui không buồn tại trái tim của hắn tinh thần chân nguyên kia vẫn đang không ngừng ngưng kết từ hình dáng thô giáp không quy tắc chậm rãi trở nên mượt mà cuối cùng ngưng tụ thành một viên bi trong suốt giống như chân châu đây là hạt giống của tà thần lực lâm minh rất rõ ràng vừa rồi thân thể mình xuất hiện một loạt biến hóa đều là do viên hạt giống tà thần này ngưng kết hạt giống tà thần chính là cơ sơ của tà thần lực tà thần lực là bí pháp quý giá nhất trong mảnh trí nhớ thứ hai mặc dù là vị thần vực đại năng kia cũng đều cho rằng như vậy có thể thấy được bộ bí pháp này quý giá tới mức nào. Tà thần lực tầng thứ nhất có thể đề cao năm thành lực lượng cơ thể và chân nguyên lực của người tu luyện, tầng thứ hai có thể đề cao 10 thành, tầng thứ ba 15 thành, dùng tỷ lệ này mà tính ra, khi đến tầng thứ sáu cuối cùng thì có thể đề cao 3 lần lực lượng và chân nguyên lực của người tu luyện. Loại đề cao này dựa vào nén ép chân nguyên, tăng lên năm thành lực lượng và chân nguyên lực, chính là nép ép năm thành chân nguyên, nếu tăng lên 10 thành thì chính là nén ép 10 thành chân nguyên mà nén ép chân nguyên thì phải dựa vào hạt giống tà thần. Chỉ cần có hạt giống tà thần tồn tại, sau khi dùng xong chân nguyên được nén ép, thì nó sẽ tự động bổ sung, không cần Lâm Minh phải đi luyện hóa nữa. Lâm Minh tu luyện lâu như vậy trong không linh võ ý, hiện giờ cuối cùng mới hình thành hạt giống tà thần lực trong trái tim. Trước khi võ giả đạt tới ngưng mạch kỳ, khí huyết toàn thân chính là thứ căn bản, mà trái tim chính là nhược điểm của thân thể. Mà sau khi đạt tới ngưng mạch kỳ, kinh mạch mới là thứ căn bản, đan điền trở thành nhược điểm của thân thể hiện tại hạt giống tà thần lực của lâm minh tồn tại trong trái tim chờ khi hắn đột phá ngưng mạch kỳ hạt giống này sẽ đi đến đan điền sau khi tà thần lực đột phá tầng thứ nhất lâm minh thu hồi trọng huyền nhuyễn ngân thương tay kia nâng lên đến mi tâm sau đó chậm rãi ấn xuống đan điền thở dài một hơi một hơi này giống như một mũi tên bay vụt ra ngoài sau đó tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ giữa không trung xoay tròn trong vài hô hấp thì mới chậm rãi tiêu tán không nghĩ tới tà thần lực đột phá lại mang đến cho ta nhiều chỗ tốt như vậy xem ra tà thần lực này chẳng những là công kích bí pháp hơn nữa còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện hạt sống tà thần này tồn tại trong trái tim có lợi cho việc củng cố khí huyết cô động chân nguyên lâm minh có chút ngoài ý muốn tuy nhiên ngẫm lại thì cũng thấy thoải mái dù sao thì đây là bí pháp mà ngay cả thần vực đại năng cũng đều coi là cực phẩm làm sao lại không có một chút công hiệu đặc thù cho được hỗn độn chân nguyên quyết tầng thứ hai đại thành luyện lực như tơ phân chia năm cỗ đồng thời tu vi cảnh giới dịch cân sơ kỳ của ta cũng được củng cố lớn là thời điểm vẽ đấu tri ấn lần này lâm minh chọn minh thân phù là tụ nguyên phù cùng đấu tri ấn cái đầu đẩy nhanh tốc độ tu luyện thứ sau nâng cao thực lực của bản thân hắn đã vẽ tụ nguyên phù thành công lúc ấy hắn chỉ mới luyện tạm đỉnh phong vì vẽ đấu tri ấn này hắn cạn kiệt linh hồn lực cùng chân nguyên mê man ba ngày ba đêm vì an toàn đấu tri ấn đã bị hắn gác lại bây giờ tu vi vững vàng đạt tới dịch cân kỳ cộng thêm hỗn độn chân nguyên quyết tầng thứ hai đại thành vẽ đấu chi ấn này đã thoải mái hơn nhiều lâm minh cất trọng huyền nhuyễn ngân thương vào tu di giới đóng cửa phòng treo bảng bế quan đừng làm phiền sau đó nằm lên giường ngủ say vài canh giờ thẳng đến trời mờ sáng mới đứng dậy rửa mặt ăn uống sau đó hắn tĩnh tọa trong khoảng một chén trà nhỏ đứng dậy rửa tay dâng hương tắm rửa loại trừ mọi tạp niệm trong lòng làm cho tâm linh hoàn toàn không linh đồng thời điều chỉnh tinh thần lực đến trạng thái tốt nhất lần vẽ này có thể coi là hết sức trọng yếu đối với lâm minh tài liệu sử dụng cho đấu tri ấn còn muốn đắt giá hơn tụ nguyên phủ một chút có mấy loại tài liệu bởi vì đặc biệt quý giá lâm minh căn bản không có cách nào chuẩn bị thêm những tài liệu này hoàn toàn là một phần lẻ không chấp nhận được một chút thất bại nào lâm minh dành ra chừng nửa canh giờ điều chỉnh tâm tính sau đó hắn mới bắt đầu vẽ đấu tri ấn một lần vẽ này là cả một ngày từ sáng đến tối muộn lâm minh không một hạt gạo xuống bụng không một giọt nước dính môi không linh võ ý chẳng những có hiệu quả rõ rệt cho tu luyện cũng hiệu quả cho vẽ minh văn phủ bởi vì có thể bảo trì trạng thái hoàn toàn không linh trong lòng không có tí ti tạp niệm cho nên tinh thần lực của lâm minh luôn luôn vẫn duy trì tập trung cao độ người bình thường khi tiêu hao linh hồn lực quá độ sẽ choáng đầu hoa mắt muốn mê man ngủ say còn lâm minh dưới tình huống như thế vẫn có thể bảo trì trạng thái tốt nhất mãi cho đến khi mặt trời xuống núi rốt cuộc lâm minh hoàn thành nét vẽ cuối cùng giữa không trung lơ lửng mấy trăm minh phủ dưới ánh chiều tây rực đỏ chiếu rọi chậm rãi hòa hợp làm một khoảnh khắc đó hào quang trói lọi vô cùng hoa lệ chừng nửa nén nhang sau minh phù mới hoàn toàn dung hợp đấu chi ấn chậm rãi hình thành hóa thành một đoàn ánh sáng ngay sau đó chìm vào tay phải lâm minh cuối cùng ngưng tụ thành phù văn như rồng bay phượng múa trên lưng hắn bình thường phù văn minh văn phù đều khiến người ta có cảm giác cổ xưa thần bí nhưng phù văn đấu chi ấn này lại như thư pháp văn hảo nhìn qua loáng thoáng như có chữ đấu kiểu cổ hơn nữa ở giữa có một nét dựng thẳng rất dài mơ hồ toát ra khí thế sắc bén tựa như một thanh trường thương vẽ xong đầu tri ấn lâm minh tiêu hao rất lớn lần này chân nguyên của hắn đầy đủ hơn nhưng vẫn cạn kiệt linh hồn lực hắn miễn cưỡng uống chút nước ngã đầu liền ngủ ngủ một trận đã là một ngày một đêm sau khi tỉnh lại lâm minh đói bụng kêu vang đầu cũng vô cùng đau ăn một chút ngồi xuống điều tức một hồi lâm minh không tiếp tục tu luyện mà tùy ý thay quần áo đi tới phòng chắc lực thất huyền võ phủ Đấu chi ấn có tác dụng đơn giản rõ ràng, chính là trực tiếp nâng cao lực lượng cơ thể cùng sức chiến đấu chân nguyên của võ giả. Lâm Minh muốn thử xem, cuối cùng đấu chi ấn nâng cao sức chiến đấu của hắn tới bao nhiêu. Chọn bia đá chắc lực ở trong góc phòng chắc lực, Lâm Minh hít sâu một hơi, chân nguyên toàn thân bắt đầu lưu chuyển, chân nguyên chạy qua tay phải, Minh văn đấu chi ấn phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, giống như mạch máu đang chảy. Hống, Lâm Minh quát lớn, đánh ra một quyền, chỉ nghe một tiếng nổ nặng nề bia đá chắc lực như bị trùy nặng đánh trúng, rung động không ngừng. Cột sáng tinh thạch vọt lên như suối phun, cao thẳng tới cỡ một người, thành tích cuối cùng là 7 xích 2 tấc, 7.200 cân. Ánh mắt lâm minh sáng ngời, thành tích này đã vượt xa một đòn tùy ý của lăng sâm. Lúc trước một đòn tùy ý của lăng sâm là 4.900 cân, dù lúc đó hắn chỉ dùng 8 phần sức mạnh. Như vậy toàn bộ lực lượng của lăng sâm cũng chỉ là hơn 6.100 cân, còn kém 1.000 cân so với lâm minh hiện giờ võ giả tới ngưng mạch kỳ đỉnh phong lực lượng có thể đạt tới tám ngàn cân trong đó có một số ít người tu luyện trời sinh thần lực lực lượng có thể đạt tới vạn cân hiện giờ lâm minh có bảy ngàn hai trăm cân lực lượng đã rất gần ngưng mạch đỉnh phong trước sau hoàn thành đấu chi ấn tụ nguyên phủ hỗn độn chân nguyên quyết đã đại thành tầng thứ hai lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đột phá dịch cân kỳ cũng có hạt giống tà thần về phần tuyệt mạch thủ kia càng đơn giản vốn không phải võ kỹ gì lợi hại trước đó lâm minh đã luyện thành tất cả cần làm đều đã xong hiện giờ thời gian khảo hạch đệ tử hạch tâm mới qua hơn hai tháng thời gian còn dư giả hít sâu một hơi lâm minh tràn đầy lòng tin so với lần thứ ba sông vạn sát trận hắn có thêm đấu trí ấn trọng huyền nhuyễn ngân thương tà thần lực còn có hỗn độn chân nguyên quyết cùng luyện lực như tơ tiến thêm một bước mặc dù ngay bây giờ chống lại trương quan ngọc lâm minh cũng có nắm chắc lớn thắng trương quan ngọc ta có thể lấy được một viên huyết linh chi 500 năm có lợi rất lớn cho khí huyết của ta Trương Quan Ngọc kẻ này âm hiểm giả dối, không biết đang vận dụng âm mưu gì đối phó ta, ta phải sớm khiêu chiến hắn, tốt nhất thuận tiện phế hắn đi, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đến ngày yến hội trong hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa, canh gác nghiêm ngặt, trên những tuyến đường chính trong hoàng cung đều lót thảm hồng dài trăm mét. Các cung nữ xinh đẹp trải qua sàng lọc tỉ mỉ, dâng lên món ăn khéo léo cho các khách mời. Trình diện hôm nay phần lớn là tuấn kiệt trẻ tuổi, đệ tử Thiên tri phủ xếp hạng 10, đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ bao gồm cả một số người võ lực bình thường nhưng xuất thân tài tuấn thiên kim tiểu thư đại gia tộc tụ tập đông đúc ngoài ra công chúa hoàng tử bao gồm cả thái tử dương lâm cùng với vân thân vương dương trấn toàn bộ đều có mặt tuy nhiên hôm nay hai người không phải là vai chính thậm chí bao gồm cả những ngôi sao mới nổi trói mắt như lâm minh tần hạnh hiên cũng vậy vai chính hôm nay là đặc sứ từ thất huyền cốc tuy nhiên rốt cuộc vị đặc sứ thất huyền cốc này là ai đa số khách mời ở đây đều không rõ ràng. Hoàng thượng giá lâm. Theo tiếng truyền báo của Thái Giám, các cung nữ đứng hai bên bờ thảm đồng loạt quỳ xuống. Khách mới ở đây thì không cần phải vậy, chỉ cần kho mình hành lễ là đủ. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một lão già đội mũ cửu tinh bảo quan, mặc long bảo ngũ trảo, chân đeo giày kim long chậm rãi đi tới đại sảnh. Tuy rằng lão già này ăn mặc uy võ, nhưng không che giấu được dáng vẻ nặng nề già nua trong mắt lão, ánh mắt của lão như chôn sâu trong nếp nhăn da thịt ở cổ đã chảy lỏng xuống, thái dương có vết ban già mờ mờ, nhìn bề ngoài tối thiểu cũng phải 70 tuổi. Lão già này chính là Dương Kiên đương kim hoàng đế thiên vận quốc, Dương Kiên không nhiều con trai, trẻ tuổi không có con, mãi đến giờ mấy con trai của hắn trưởng thành, hắn đã chạy tới điểm cuối của cuộc đời. Đây là lần đầu Lâm Minh thấy được hoàng đế thiên vận quốc, ở trên người hoàng đế, hắn không nhìn thấy long khí tử khí đông lai gì, ngược lại chỉ thấy được tử khí già nua nặng nề. Dương Kiên rõ ràng không có ý chào hỏi khách mời, Đi tới đại sảnh yến hội liền ngồi trên ghế chính, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dương Kiên này, có lẽ chỉ còn khoảng 4-5 năm thọ mệnh, đó còn là dựa vào dược vật quý hiếm cùng điều dưỡng tỉ mỉ duy trì được, nếu là dân chúng bình thường đến cỡ này, chỉ e đã chết rồi. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, lơ đãng liếc qua Bạch Tĩnh Vân đứng ở góc, hôm nay Bạch Tĩnh Vân mặc lễ phục màu đen, nàng như mất đi khí chất ung dung ngày thường, có vẻ lo lắng không yên, ở bên cạnh nàng đang có một thanh niên quý tộc bắt chuyện, nhưng rõ ràng Bạch Tĩnh Vân không nghe được một câu nào. Bạch Tĩnh Vân giống như đang lo âu gì đó. Tuy rằng Lâm Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Lúc này, Mộ Dung Tử nâng một ly nước trái cây đi tới cạnh Bạch Tĩnh Vân, nàng dứt khoát đẩy thanh niên đang lải nhải kia sang một bên. Tĩnh Vân tỉ tỉ, tỉ làm sao vậy? Không thoải mái ư? Không sao. Bạch Tĩnh Vân cười miễn cưỡng, đang muốn nói vài câu giải sâu, lúc này có thái giám thông báo. Thất Huyền Cốc đệ tử thân truyền trưởng lão Hợp Hoan Tông, Âu Dương đại nhân đến. Nghe tiếng thông báo này, Bạch Tĩnh Vân nháy mắt tay chân lạnh băng, hợp hoan tông âu dương quả nhiên thật là hắn a tử muội mau trốn đi kiếm cái cớ rời khỏi chỗ này bạch tĩnh vân dùng chân nguyên truyền âm vội vàng nói sao vậy mộ dung tử không hiểu gì nhanh lên không còn kịp nữa bạch tĩnh vân có chút luống cuống vì vì sao âu dương địch hoa kia là một sắc lang muội còn nhớ trên yến hội của thái tử lần trước tỷ đã nói qua hôn nhân của tỷ đã không thể tự mình làm chủ chính là bởi vì hắn bạch tĩnh vân vừa nói như vậy mộ dung tử giật mình nhớ lại lúc trước thái tử mở tiệc chưa đãi lâm minh bạch tĩnh vân nói đùa mình phải gả cho lâm minh mộ dung tử chọc ghẹo lại bạch tĩnh vân hỏi vì sao chính nàng không gả đi kết quả bạch tĩnh vân nói nàng đã không thể làm chủ được hôn nhân lúc đó mộ dung tử còn kỳ lạ với thân phận địa vị của bạch tĩnh vân làm sao lại không thể tự làm chủ hôn nhân thì ra đối phương là đệ tử thân truyền của trưởng lão thất huyền cốc địa vị đệ tử thân truyền cung cấp với thất huyền sứ và phủ chủ võ phủ các quốc gia tuy nhiên bởi vì đệ tử thân truyền thường hay liên quan chặt chẽ với một trưởng lão nào đó cho nên thực tế ngay cả thất huyền sứ cùng phủ chủ cũng phải kính lễ ba phần với bọn họ tuy rằng bình thường mộ dung tử vô tâm vô phế không sợ trời không sợ đất nhưng nàng cũng hiểu được người như vậy gia tộc mộ dung của nàng không thể nào chống lại nhưng mà rời đi như vậy để lại một mình bạch tĩnh vân ở trong này nàng lại không đành lòng tĩnh vân tỉ tỉ muội đi nhanh lên bạch tĩnh vân sốt ruột đệ tử hợp hoan tông thích nhất là con gái tư chất dung mạo đều xuất chúng một khi mộ dung tử bị âu dương địch hoa phát hiện tám chín phần là sẽ bị hắn theo dõi mộ dung tử cắn môi cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh trong cung điện dương trấn chớt tiệt trong lòng mộ dung tử nghiến răng nghiến lợi tuy rằng yến hội lần này cử hành trong hoàng cung nhưng đều là do vân thân vương dương trấn phụ trách chuẩn bị khó trách trước khi tới đây thân phận về đại nhân vật thất huyền cốc không được sáng tỏ chỉ sợ là vì dương trấn đã sớm ngã sang âu dương địch hoa chủ động giúp hắn vô vết mỹ nữ. Âu Dương Địch Hoa ra mặt, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người, ngay cả hoàng đế cũng hơi đứng lên, gật đầu tỏ ý, mà ánh mắt của Âu Dương Địch Hoa ngay lập tức rơi xuống người Lâm Minh, mang theo ý cười nghiền ngẫm. Nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương Địch Hoa, Lâm Minh hơi nhíu mày, ánh mắt đó, rõ ràng là kẻ bề trên nhìn kẻ bề dưới, nhàn nhạt, nhạt kèm theo một loại đùa cợt cùng thương hại. Âu Dương Địch Hoa chậm rãi đi lên đài, ánh mắt tùy ý quét qua, dừng lại ngắn ngủi trên người Bạch Tĩnh Vân uông vũ hàm và tần hạnh hiên lập tức rời đi mà chính khoảnh khắc dừng lại này làm cho bạch tĩnh vân lòng nóng như lửa đốt không xong vũ hàm cũng ở đây tần hạnh hiên thì không sợ nàng đã là đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ tuy rằng thân phận thấp hơn âu dương địch hoa nhưng dựa vào danh tiếng thiên phú lục phẩm có thể làm âu dương địch hoa thành thật dù sao tương lai tần hạnh hiên rất có thể cũng sẽ thành đệ tử thân truyền của vị trưởng lão thất huyền cốc nào đó nhưng uông vũ hàm thì khác ở trước mặt âu dương địch hoa nàng căn bản không có bối cảnh bảo hộ mình âu dương địch hoa háng giọng nói thật hân hạnh đi đến thiên vận quốc thật hân hạnh đêm nay có thể kết bạn với các tinh anh các nơi thiên vận quốc hôm nay ta đến thiên vận quốc chủ yếu là vì xem tình hình phát triển của thiên vận quốc kết giao các hào kiệt trẻ tuổi trong nước ngoài ra tiền nhiệm thất huyền sứ thiên vận quốc tuổi già hồi tông trong vòng nửa năm này sẽ do ta tạm thay mặt thất huyền sứ âu dương địch hoa nói tới đây bạch tĩnh vân bỗng cảm thấy mặt mày choáng váng Âu Dương Địch Hoa lại đảm nhiệm thất huyền sứ Thiên Vận Quốc. Đây đây quả thật là tin tức không thể xấu hơn nữa. Nàng đã có thể đoán trước, nửa năm tương lai chính là ác mộng của tất cả cô gái xinh đẹp Thiên Vận Thành này. Cô gái hơi có chút danh tiếng, ví dụ như Mộ Dung Tử, Ung Vũ Hàm, chỉ sợ đều trở thành mục tiêu của Âu Dương Địch Hoa, có trốn cũng không thoát. Các nàng quá nổi danh, thậm chí trước khi Âu Dương Địch Hoa tới Thiên Vận Quốc, hắn đã liệt kê trước mục tiêu mà Mộ Dung Tử, Ung Vũ Hàm đều đã trở thành con mồi của hắn ở góc khuất bên ngoài đại sảnh yến hội mộ dung tử cũng nghe được những lời nói mở hội của âu dương địch hoa nàng rất rõ trốn cũng không có ý nghĩa thậm chí âu dương địch hoa đến thiên vận quốc đảm nhiệm thất huyền sứ chính là nhắm về phía các nàng mộ dung tử nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm sắc lang chớt tiệt ngươi dám đụng tới ta ta cắt cái gì gì của ngươi xuống cá chớt lưới rách thái tử dương lâm nghe được tin này sắc mặt cũng không dễ coi hắn đương nhiên biết lần yến hội này là do thập đệ vân thân vương xử lý tiếp đón âu dương địch hoa là do dương chấn lo liệu điều này có ý nghĩa gì rõ ràng dương chấn đã sớm rất mối với âu dương địch hoa hôm nay dương chấn không tiếc che giấu thân phận âu dương địch hoa mời nhiều thiên kim xinh đẹp các đại gia tộc đến yến hội này đắc tội nhiều gia tộc như vậy chính là vì âu dương địch hoa sẽ đảm nhiệm thất huyền sứ cho nên dương chấn tìm được chỗ dựa chắc chắn hơn nữa dương lâm còn biết gần đây trương quan ngọc đi rất gần với dương chấn không cần hỏi hai người bọn họ đã hình thành liên minh mà người thúc đẩy liên minh này tự nhiên là lâm minh lâm minh là kẻ thù chung của dương trấn và trương quan ngọc âu dương địch hoa này tám chín phần là trương quan ngọc mới đến làm chỗ dựa cho hai người bọn họ chỉ là không biết vì chuyện này trương quan ngọc đã phải trả cái giá gì nghĩ đến đây dương lâm hít sâu một hơi lấy được lâm minh giúp đỡ hắn vốn tưởng mình đã thắng một nửa nhưng hiện giờ mới thấy được thủ đoạn của trương quan ngọc và dương trấn thua trước một chiêu rồi lật ngược thế cờ bất kể Trương Quan Ngọc hay Dương Trấn, đều không phải hạng người dễ chịu thua, bọn họ làm sao có thể vì Lâm Minh xuất hiện liền ngồi chờ chết. Lâm Minh chú ý tới thần sắc Dương Lâm thay đổi, còn có vẻ mặt cười đắc ý của Trương Quan Ngọc và Dương Trấn, lập tức hiểu được nguyên do Âu Dương Địch Hoa đến đây, cũng hiểu rõ vì sao Âu Dương Địch Hoa vừa vào cửa, liên dùng ánh mắt mèo vờn chuột nhìn mình, thì ra là thế coi ta là con chuột. Lâm Minh không đổi sắc, vẫn trầm ổn ngồi ở tại chỗ. Ngay lúc này, Trương Quan Ngọc phe phẩy quạt, mặt mỉm cười đi về phía thái tử lâm minh ngồi rất gần với thái tử ánh mắt trương quan ngọc luôn ngừng lại trên người lâm minh trong mắt ẩn chứa ý cười không khác mấy âu dương địch hoa cũng là vẻ mặt mèo vờn chuột nếu cô nói chỗ khác chính là trong mắt trương quan ngọc có một tia sát khí thái tử điện hạ trương quan ngọc hơi hành lễ trương công tử tuy rằng trong lòng hận không thể rớt trương quan ngọc này nhưng trên mặt dương lâm vẫn duy trì mỉm cười thái tử điện hạ dường như lan vân nguyệt lan tiểu thư ở ngay trong quý phủ thái tử âu dương đại nhân muốn gặp lan tiểu thư một lần không biết ý điện hạ thế nào tuy rằng trương quan đè nhỏ giọng nhưng lâm minh ở ngay cạnh thái tử làm sao có thể không nghe được tuy rằng lan vân nguyệt đã không có quan hệ gì với lâm minh nhưng trương quan ngọc lại lợi dụng chuyện này chọc tới lâm minh mưu đồ đà kích tâm võ đạo của hắn làm lâm minh cảm thấy như có một con ruồi bọ vo ve quanh mình rất là phiền dương lâm nghe trương quan ngọc nói vậy sắc mặt hơi đổi ngay sau đó liền khôi phục tươi cười ấm áp thật có lỗi bản vương đã đưa lan tiểu thư rời đi về phần lan tiểu thư đi nơi nào bản vương cũng không biết được trương quan ngọc cười ha ha điện hạ hôm nay nếu ta hỏi người của ngài tự nhiên là nhận được tin xác thực người như ta không thích quanh co lòng vòng ta khuyên điện hạ một câu lan vân nguyệt rất trọng yếu cho âu dương đại nhân tu luyện âu dương đại nhân đã nói rõ cho tại hạ đại nhân một lòng một dạ trên tu luyện không có ý định tham dự vào tranh giành ngôi vị chỉ cần thái tử điện hạ giao ra lan vân nguyệt như vậy Âu Dương đại nhân sẽ bảo trì trung lập trong tranh giành ngôi vị giữa Thái tử điện hạ và Vân thân vương, không biết ý của Thái tử thế nào. Trương Quan Ngọc nói tới đây, sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, hắn cũng không khỏi khen ngợi một chiêu ác độc âm hiểm của Trương Quan Ngọc, hắn đang muốn ly gián quan hệ giữa mình và Thái tử, mà kế ly ra này, lựa chọn thời cơ hết sức xảo diệu. Tình huống hiện tại, Thái tử phải đối mặt với kẻ địch Âu Dương Địch Hoa, chuyện này là vì Lâm Minh mà dựng lên, nếu không phải Lâm Minh là địch với Trương Quan Ngọc, như vậy sẽ không xuất hiện Âu Dương Địch Hoa, làm thập hoàng tử được thất huyền sứ tương lai ủng hộ, điều này đã cách quá lớn với thế lực của thái tử. Nói cách khác, thái tử tìm Lâm Minh giúp đỡ, chẳng những không có lợi, ngược lại còn xui xẻo té nhào. Nếu gặp người khác, lúc này đã sớm vội vã đá văng Lâm Minh. Ở thời điểm này, Trương Quan Ngọc tung ra mồi dụ Âu Dương Địch Hoa bảo trì trung lập, lại làm thái tử biết rõ đây là kế ly gián, nhưng không cách nào từ chối, bởi vì Âu Dương Địch Hoa uy hiếp thật quá lớn thái tử không dám làm trái hắn chiêu này của trương quan ngọc đúng là ác độc hắn đang cô lập lâm minh từng chút từng chút chu viêm hiện giờ chính là ví dụ tốt nhất sở dĩ chu viêm thảm như hiện giờ chính là vì lâm minh mạnh mẽ khiến thập hoàng tử cùng chu ra không dám làm trái cho nên chu viêm trực tiếp bị trục xuất khỏi gia tộc chuyện trinh thám hiện giờ trương quan ngọc dùng cùng phương pháp đối phó lâm minh dọn ra âu dương địch hòa hắn muốn làm lâm minh chẳng những không thể thông qua khảo hạch thất huyền võ phủ lại còn mất đi thái tử che chở cuối cùng rơi vào kết cục giống như chu viêm Trương Quan Ngọc nói ra lời này, Dương Lâm cũng không thể bảo trì bình thản được nữa. Lâm Minh nghĩ tới, đương nhiên hắn cũng hiểu được. Trương Quan Ngọc đồ tiểu nhân âm hiểm. Trong lòng Dương Lâm tức giận mắng, hắn không khỏi liếc sang Lâm Minh. Lâm Minh thản nhiên nói, Lan Vân Nguyệt vốn là do Thái tử Điện Hạ cứu ra. Về tình về lý, ta đều không có quyền can thiệp quyết định của Điện Hạ. Mời Điện Hạ cứ tự quyết định. Dương Lâm hít sâu một hơi, hắn xưa nay vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này lòng bàn tay lại toát mồ hôi, hắn mơ hồ có dự cảm, đây là quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời của hắn rốt cuộc là lựa chọn tiếp tục đứng về phía lâm minh hay là lựa chọn khuất phục đương kim thất huyền sứ thiên vận quốc âu dương địch hòa im lặng chừng mười hơi thở dương lâm nói ở thời điểm thế lực của ta không bằng thập đệ võ lực không bằng thập đệ kinh tế không bằng thập đệ lực ảnh hưởng cũng không bằng thập đệ lâm huynh lựa chọn đứng ở bên cạnh ta ủng hộ ta đang trong cảnh khốn khó ơn đưa than trong tuyết dương lâm ta khắc khi trong tim xưa nay đế vương kiêu hùng có lẽ ta không thích hợp làm đế vương nhưng nếu thật có một ngày ta có thể lên ngai vàng ta chắc chắn sẽ là quân chủ nhân từ xem thần tử như tay chân xem dân chúng là cha mẹ những lời dương lâm nói thật là không thích hợp với chàng diện này nhưng hắn vẫn nói ra trong lòng lâm minh khẽ động hắn cũng không ngờ tới dương lâm lại bỗng nói ra những lời này dưới tình huống như vậy dương lâm còn có thể tiếp tục đứng về phía hắn chống cự lại âu dương địch hoa đã trở thành thất huyền sứ dựa vào điểm này người như dương lâm đáng để kết giao vua coi thần như tay chân Thần coi vua như tâm phúc, quân coi thần là cỏ rác, thần coi quân là kẻ thù. Lâm Minh hạ quyết tâm giúp Dương Lâm đi lên đế vị. Thiên Vận Quốc là quê nhà của Lâm Minh, gia tộc của hắn đều ở trong này, hắn tự nhiên hy vọng quốc gia có một vị quân vương tốt. A à nói vậy điện hạ không định giao ra Lan Vân Nguyệt. Trương Quan Ngọc vẫn mỉm cười hỏi, lúc này, đằng sau Trương Quan Ngọc, Âu Dương Địch Hoa cũng nhìn tới, vẻ mặt mỉm cười, chỉ là tươi cười của hắn có vài phần âm lãnh. Bản vương đã nói Lan tiểu thư không có ở quý phủ. Ha ha, Thái tử điện hạ nói như vậy, có dám để người vào tra xét thử, làm can? Hắc hắc, đương nhiên là ta không dám xét. Nhưng nếu như Âu Dương đại nhân ra lệnh thì sao? Trương Quan Ngọc nói tới đây, Thái tử biến sắc. Âu Dương Địch Hoa muốn xét, hắn quả thật không có cách nào. Lúc này, mùi thuốc súng trong không khí đã dày đặc. Toàn bộ yến hội cũng chú ý tới. Ngay lúc này, Lâm Minh đột nhiên mở miệng. Trương công tử, đột nhiên ta nhớ tới giữa chúng ta còn có một trận quyết đấu đó ý của lâm minh rất đơn giản nếu trương quan ngọc lập bang kết phái tìm người đối phó mình như vậy hắn liền ra tay chiếm trước ngay tối nay liền quyết đấu trước tiên phế đi trương quan ngọc vậy hắn có quỷ kế gì cũng không chơi nổi nữa